Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Biếu thấy hay nhớ cho mình một đăng ký kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu La Thế Giới Ninja Cân Vơ. Chương 211, lần nữa chịu thua Thiên Đấu Hoàng nhà học viện. Broly tại trên lôi đài cởi xuống hắn tất cả phụ trọng, trên thân cũng dấy lên khí lãng. Bát môn độn giáp chi trận, mở, đệ nhất môn, mở cửa, mở, cửa thứ hai, hưu môn, mở, cửa thứ ba, sinh môn. Mở, đệ tứ môn, thương môn, mở, đệ ngũ môn, đóng cửa, mở, đệ lục môn, cảnh môn, mở, đệ thất môn, kinh môn, mở. Broly mở ra bát môn độn giáp dùng ước chừng 7 giây, nhưng mà Phú Giang không nhúc nhích tí nào, dường như đang chờ đợi Broly mở ra bát môn độn giáp, chờ đợi Broly phóng thích toàn bộ lực lượng. Nhìn thấy Phú Giang cái này cuồng vọng bộ dáng, tất cả mọi người đều không có khinh thị hoặc miệt thị. Bởi vì Phú Giang thực lực đúng là có thực lực này cuồng vọng. Ban ngày hổ, Broly đánh ra một quyền. Một cái khí lãng đầu hổ trong nháy mắt xuất hiện, phá vỡ vận tốc âm thanh, tạo thành khí bảo. Phú Giang trên thân lóe lên lôi quang chói mắt, lôi quang phảng phất tạo thành một bộ áo giáp. Nhìn thấy Phú Giang trên người lôi quang sau đó, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nàng biết đây là lôi độn áo giáp, thuộc về nhẫn thể thuật một loại. Cho dù là nàng cũng tu luyện qua. Oanh, kèm theo một tiếng oanh minh, trên lôi đài xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Phú Giang thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một bên, cái kia cái hố cách hắn chỉ có cách xa một bước. Địa ngục đâm, bốn bản quán thủ, Phú Giang ngón tay nhập lại thành đao, thẳng tắp xông về Broly. Người bình thường, thậm chí phổ thông hồn sư đều chí năng nhìn thấy một đạo lôi quang tàn ảnh. Chỉ có một ít cao cấp hồn sư mới có thể nhìn thấy Phú Giang lúc này đang xông về phía Broly. Ngay tại thời gian một cái nháy mắt, một đạo đáng sợ âm bạo xuất hiện. Tuyệt đối sức mạnh thân thể va chạm, bạo phát ra đáng sợ âm bạo, cơ hồ muốn chấn điếc những người bình thường kia lỗ tai. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng âm bạo thanh vang lên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh va chạm nhau, kèm theo hai đạo tàn ảnh mỗi một lần va chạm mà đến, chính là cái kia đáng sợ âm bạo. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông dạng này phong hào đấu la, cũng không cách nào thấy rõ Phú Giang cùng Broly lúc này trạng thái. Ban ngày hổ, lại là một tiếng đáng sợ hổ khiếu. Lần này ban ngày hổ trực tiếp đánh trúng Phú Giang, đem Phú Giang đánh bay đến bầu trời. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Broly biểu hiện cũng không có để Bỉ Bỉ Đông bọn người quá mức chấn kinh, bởi vì vừa mới Phú Giang căn bản là không có lấy ra hắn toàn bộ thực lực, chỉ là đơn thuần dùng thể thuật cùng hắn đối bính. Không thể không nói, đơn thuần thể thuật, Broly thắng Uchiha Phú Giang một bậc. Địa ngục đâm, ba quyển quán thủ, Phú Giang đột nhiên từ trên cao thẳng tắp rớt xuống, kèm theo nổ ầm tiếng sấm, cả người giống như trên trời rơi xuống lôi thần đồng dạng. Broly cũng không có bất luận cái gì hốt hoảng thần sắc, hắn không có lựa chọn lui lại, mà là lựa chọn cùng trên không thanh thế kinh người Phú Giang cứng đối cứng. Cố gắng của ta, thanh xuân của ta nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không thua. Broly lớn tiếng gào thét, trên người khí lãng trở nên càng thêm đáng sợ đứng lên, sau đó song quyền tề xuất. Song ban ngày hổ, hai cái đầu hổ xuất hiện, mặc dù chỉ là về số lượng tăng thêm, nhưng mà không có ai sẽ xem thường nhất kích, Bỉ Bỉ Đông càng là bắt đầu đối với Broly lau mắt mà nhìn. Bởi vì trong lòng của nàng, Broly bất quá là một cái chỉ bằng vào bí thuật tăng cao thực lực điên rồ mà thôi, nhưng mà bây giờ. Broly có thể là một cái đặc thù thiên tài. Lam Điện Phách Vương Long Tông ghế. Ngọc La Miện ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn đối với bát môn độn giáp cái bí pháp này vô cùng cảm thấy hứng thú, có thể lấy hồn tôn chi thân bộc phát ra hồn thánh, hồn đấu la cấp bậc sức mạnh. Cái bí pháp này hoàn toàn có thể được xưng là đấu la đại lục đệ nhất bí pháp. Ngọc Nguyên Chấn lần này không có đi ngăn lại Ngọc La Miện, hắn thậm chí muốn để Ngọc La Miện đứng ra cầm tới bát môn độn giáp, nhưng mà bây giờ Broly đã gia nhập Không Chết Tông, cùng hắn cùng thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, hắn cũng không cách nào trắng trợn cướp đoạt, cho nên để người đệ đệ này của mình đứng ra mới là tốt nhất phương pháp. Thất Bảo Lưu Ly Tông ghế, chữ Phong Chí nhìn xem giữa sân Broly trên người ba cái hồn hoàn, lại nhìn xem Broly bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Trong mắt ôn hòa chi sắc cũng có chút không kềm được, hắn nhìn chúng bát môn độn giáp chi trận cái bí pháp này, nếu là có thể lấy tới Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong, cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Bất quá hắn cũng không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn,
một là không phù hợp người của Thất Bảo Lưu Ly Tông thiết lập, hai là hắn nhưng là chữ phong chí, sao có thể dùng cái loại thủ đoạn này đâu. Phổ thông thính phòng, Thiên Đạo Lưu trong mắt lóe lên một vòng quang mang nhàn nhạt, lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể thấy được, lúc này Rốc Ly đang tại tiêu hao cơ thể, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Bất quá Thiên Đạo Lưu cũng không có bởi vì bát môn độn giáp chi trận tác dụng phụ mà đi phê phán bát môn độn giáp chi trận, thậm chí hắn còn đối với cái bí pháp này đại gia tán thưởng, đồng thời cũng lên một chút tâm tư. Bát môn độn giáp chi trận, nhưng làm vũ hồn điện truyền thừa bí pháp. Trên sân, ba quyển quán thủ cùng song ban ngày hồ va chạm, Phú Giang lần nữa bị đánh tới trên trời. Lần này đối bính, vẫn là Phú Giang rơi xuống hạ phong, thậm chí như cái bóng ra một dạng bị Rốc Ly đánh tới đánh lui, bất quá lấy lôi độn áo giáp lực phòng ngự, chỉ là để Phú Giang có chút khí huyết chấn động mà thôi, là cá nhân cũng có thể nhìn ra, Phú Giang một chiêu này lực phòng ngự kinh người, hai lần thanh thế thật lớn ban ngày hổ căn bản không có đối với Phú Giang tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ta chơi chán, địa ngục đâm, một bản quán thủ, Phú Giang lần nữa phát động một bản quán thủ, hắn mặc dù rất ít khi dùng lôi độn áo giáp, nhưng mà hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với thông thường thuật tới nói, lôi độn áo giáp xem như trong đó số một số hai người nổi bật. Nhìn thấy Phú Giang lần nữa phát động tiến công, lần công kích này trực tiếp để Thiên Đấu Hoàng nhà học viện ngồi trên ghế Diệp Linh Linh khẩn trương lên. Diệp Linh Linh đột nhiên đứng lên, nàng cùng Rốc Ly sinh sống thời gian dài như vậy, một động tác liền có thể nhìn ra lúc này Rốc Ly ý nghĩ. Nàng biết, Rốc Ly phải liều mạng, để chứng minh chính hắn, cũng vì chứng minh nàng cũng không có chọn lầm người. Nghĩ đến không chết trong tông, những trưởng bối kia làm khó dễ, cùng với Rốc Ly cái kia ngu ngu ngốc ngốc nụ cười, Diệp Linh Linh trong mắt không khỏi rơi xuống nước mắt. Giáo ủy, không thể để hắn đánh, tiếp tục đánh xuống mà nói, không có Cựu Tâm Hải Đường kịp thời trị liệu, hắn sẽ chết. Diệp Linh Linh khóc nói, bộ dáng hết sức thất thố, nàng bình thường cũng là một bức cao lãnh bộ dáng. Bây giờ vì Rốc Ly trực tiếp vứt bỏ khi xưa cao lãnh, mấu chốt là nàng cũng ức chế không nổi phẫn nộ trong lòng. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ con mắt hơi hơi nheo lại, cuối cùng hắn quyết định đem hết thảy hy vọng đè đến sau cùng đoàn đội thi đấu. Mặc dù Rốc Ly thiên phú không bằng Hyuga kính bọn người, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Trọng tài, trận này cá nhân thi đấu, Thiên Đấu Hoàng nhà học viện chịu thua, yêu cầu trực tiếp tiến vào đoàn đội thi đấu. Mộng Thần Cơ trực tiếp cao giọng nói, kèm theo hắn hô to, Diệp Linh Linh cũng lập tức ngồi trên đất, lê hoa đái vũ trên gương mặt tràn đầy vẻ buông lỏng. Nghe vậy, trong sân Rốc Ly cùng Phú Giang lại là đã hãm không được xe, hai người trực tiếp va chạm. Oanh, kèm theo tiếng nổ thật to, Rốc Ly hai chân trực tiếp bị nện tiến vào trong võ đài, mà Phú Giang nhưng là bị đẩy lùi, nhưng mà bằng vào năng lực phi hành, Phú Giang ổn định đứng ở trên không. Chương 212, U Minh Đại Công Tước, có thể là vì để Thiên Đấu Hoàng nhà học viện nghỉ ngơi nhiều một hồi. Vũ Hồn Điện trực tiếp tuyên bố, ba ngày sau đó lại tiến hành đoàn đội thi đấu. Mọi người cũng không có ý nghĩa, chỉ là đại sư bọn người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn biết đây là Vũ Hồn Điện dương mưu, mà lại là loại kia không biết xấu hổ dương mưu, làm cho hắn chỉ có thể đem tất cả bất mãn đều đặt ở trong lòng. Lúc này Sử Lai Khắc chiêu đãi trong phòng, rất có một loại người đông nghìn nghịt cảm giác. Ngọc Nguyên Chấn mang theo Ngọc Lam Miện cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương ngồi cùng một chỗ, ở nơi nào chuyện trò vui vẻ, nói là chuyện trò vui vẻ, trên thực tế chỉ là ở nơi nào nói chuyện phiếm, sau đó một mực chú ý đến Phú Giang tình huống bên này. Lúc này Phú Giang, bên cạnh còn quấn Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Vân ba nữ tử, díu dít phảng phất một vạn con vịt ở nơi nào không ngừng kêu to. Phú Giang nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, hắn không thể trêu vào, tránh được lên. Nhìn thấy Phú Giang bộ dáng kia, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn trong mắt không có chút nào vẻ hâm mộ, có chỉ có nồng nặc thông cảm, ba vị này bên trong, chỉ có Ngọc Thiên Vân là một cái so sánh nông cạn chủ, cái khác hai vị. Chu Trúc Thanh làm việc 10 phần cẩn thận, dù là pha cái trà đều phải suy tính một chút Phú Giang có thích hay không. Mà Tiểu Vũ, nàng bây giờ lớn lên không thiếu, tối thiểu nhất sẽ lại không như vậy vô lý thủ nháo. Đột nhiên, Sử Lai Khắc học viện phòng nghỉ đại môn lần nữa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một cái thân hình gầy gò, nhưng nhìn đi lên 10 phần khỏe mạnh người trung niên tóc đen. Nhìn thấy trung niên nhân kia, Chu Trúc Thanh trong mắt bắn ra hung ác tia sáng,
chén trà trong tay cũng bị nàng lập tức bóp nát, bể tan thành mảnh sứ vỡ phá vỡ lòng bàn tay của nàng, tiên huyết lập tức chảy xuống. Tại cái kia người trung niên tóc đen sau lưng, đi theo thần sắc mất cảm giác mà khủng hoảng Chu Trúc Vân. Cái này hắc phát trung niên tên của nam nhân gọi là Chu Bay Thần, Tinh La đế quốc U Minh đại công tước, của Chu gia gia chủ, cũng là Chu Trúc Thanh phụ thân, cha ruột. U Minh đại công tước thấy được nữ nhi của mình, trong mắt lại không có bao nhiêu thân nhân gặp lại ý mừng, chỉ là nhàn nhạt bất mãn, bất quá khi hắn nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần Phú Giang sau đó, nụ cười trên mặt liền dần dần nồng nặc. Trên thế giới này vốn cũng không có cái gì tuyệt đối địch nhân, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cửu nhân giết cha cũng có thể trở thành bằng hữu của ngươi. Đây là U Minh đại công tước xử sự làm người phương thức, chuẩn xác mà nói, là Tinh La đế quốc đại bộ phận quý tộc xử sự làm người phương thức. Trên thực tế dù là Thiên Đấu đế quốc bên trong, cũng không ít người cực kỳ nhìn chúng lợi ích, những người này, liền bao gồm Thiên Đấu đế quốc hoàng đế, Tuyết Giả đại đế. Ngươi chính là Phú Giang A, quả nhiên tuấn tú lịch sự, Trúc Thanh giao cho ngươi, ta vô cùng yên tâm. U Minh đại công tước bày ra 10 phần nhiệt tình bộ dáng, chỉ là cái kia trương hơi có vẻ khắc nghiệt khuôn mặt thật sự là không cách nào chống lên cái kia nhiệt tình bộ dáng. Ở một bên đưa lưng về phía U Minh đại công tước Ngọc Nguyên Trấn khinh thường lạnh rên một tiếng, ở một bên Ngọc Lam Miện nhưng là lộ ra ánh mắt ác ý, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sát khí. Mặc dù Ngọc Nguyên Trấn mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đứng ra, mà là nhìn về phía con của mình đại sư Ngọc Tiểu Cương. Lúc này đại sư lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm thưởng trà, phảng phất trước mặt nước trà là cái gì chân tu mỹ vị đồng dạng. Nhìn thấy con trai mình bộ dáng này, Ngọc Nguyên Trấn trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn như cũ bất động thần sắc, chờ đợi cái kia U Minh đại công tước nói tiếp. Lúc này Phú Giang cũng mở mắt, ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn xem U Minh đại công tước, bộ kia lạnh lùng thần thái giống như thần minh đồng dạng, để hỉ nộ không lộ U Minh đại công tước trong lòng hơi chấn động một chút. Ta là Trúc Thanh phụ thân, Tinh La đế quốc U Minh đại công tước Chu Bay Thần. U Minh đại công tước làm tự giới thiệu, sắc mặt có chút cứng ngắc, bất quá vẫn là mang theo nụ cười. Thế giới này thực lực phi tôn, bây giờ Phú Giang mặc dù chỉ là một cái hồn đế, nhưng mà đơn thuần chiến lực mà nói, đã vượt qua hồn đấu la, thuộc về đại lục đứng đầu đám người kia. Người đi làm cái gì? Chu Trúc Thanh trực tiếp chắn Phú Giang bên cạnh, lạnh lùng nhìn mình, phụ thân. Nàng đối với mình cái này, phụ thân, ấn tượng vô cùng đạm bạc, một năm đều gặp không được vài lần, bởi vì tất cả mọi người đều đã đem nàng trở thành con rơi, một khỏa con rơi là không cần cái gì quan tâm. Nếu như không phải bây giờ Chu Trúc Thanh thực lực không tốt, hơn nữa lại tại loại này tranh tài thời gian gọi lên, nàng đã lấy ra hồn hoàn đánh lên đi. Nhìn thấy nữ nhi của mình đối với chính mình như thế bất kính, U Minh đại công tước cũng không có nói cái gì. Ta tới nhìn ngươi một chút. Nữ nhi của ta, U Minh đại công tước nói khẽ, trong ánh mắt mang theo điểm điểm tự ái, nhưng mà cái kia xóa tự ái chi sắc lại làm cho Chu Trúc Thanh hết sức ác tâm. Ai là ngươi nữ nhi? Con gái của ngươi tại phía sau ngươi, mà không ở trước mặt ngươi. Chu Trúc Thanh âm thanh có chút âm tàn, nàng chưa từng thất thố như vậy qua, thậm chí ngay cả âm thanh đều trở nên có chút lanh lành. Nghe vậy, U Minh đại công tước cũng không giận, chỉ là trong mắt lóe lên một vòng áy náy, hắn biết mình đã từng đối với Chu Trúc Thanh coi thường không phải một ngày hai ngày thì có thể làm cho nàng đối với chính mình đổi mới. Cho nên U Minh đại công tước cũng căn bản không vội. Ta biết ngươi hận ta, nhưng đây là của Chu gia gia huấn, ta cũng không cách nào sửa đổi. U Minh đại công tước chỉ là đơn giản giải thích một câu liền không còn giải thích, hắn thấy, Phú Giang thái độ xa xa so Chu Trúc Thanh thái độ trọng yếu ủ. Chuyện gì, Phú Giang lời giản ý khác. Hắn không muốn cùng trên người này thiên mệnh thưa thất đến còn không bằng Chu Trúc Vân gia hỏa quá nhiều ngôn ngữ. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này là Chu Trúc Thanh phụ thân, hắn đã sớm thi triển huyễn thuật, để hắn lăn ra ngoài. Nhìn thấy Phú Giang mặt lạnh, U Minh đại công tước không có chút nào vẻ tức giận, đến hắn người ở cảnh giới này, cái gọi là mặt mũi tất nhiên trọng yếu, nhưng mà lợi ích so với mặt mũi càng trọng yếu hơn. Hơn nữa hắn tương ăn một mực rất khó coi. Trúc Thanh đứa nhỏ này tương đối xung động, làm việc nói chuyện căn bản vốn không quá lớn não. Không có chờ U Minh đại công tước nói nhảm xong rồi chưa, Phú Giang hai con người thoáng qua một vòng tinh quang, sau đó thân là 82 cấp mẫn công hệ hồn đấu là U Minh đại công tước trong nháy mắt huyễn thuật,
cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Tại U Minh Đại Công Tước sau lưng Chu Trúc Vân trực tiếp sợ choáng váng, nhưng mà trong mắt cũng xuất hiện một màn điên cuồng, tên là tâm tình ghen tị ở trong lòng lan tràn, cùng sợ hãi không ngừng đan xen. Chu Trúc Vân ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cái kia không ai bì nổi muội muội, cùng với giống như thần minh Phú Giang, nàng cảm giác thế giới đem nàng từ bỏ, nhất là phụ thân của mình đi tới trước mặt mình, muốn dẫn nàng đi gặp Chu Trúc Thanh sau đó, nàng liền biết, chính mình một tiếng này, có thể liền muốn kết thúc như vậy. Nàng không cam tâm, vô cùng không cam tâm, nhưng mà không cam tâm cũng không có bất kỳ tác dụng, bây giờ nàng là thịt cá, căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng nàng cũng không phải không có sinh lộ. Chu Trúc Vân đem ánh mắt đặt ở Phú Giang trên thân, ánh mắt của nàng cùng Phú Giang ánh mắt va chạm. Phú Giang nhìn ra cái này Chu Trúc Vân trong mắt không cam tâm, trong lòng của hắn hơi động một chút. Cũng không phải bởi vì cái này Chu Trúc Vân dung mạo, mà là bởi vì Chu Trúc Vân ánh mắt, để hắn nhớ tới một người. Chương 213, đánh mặt, làm U Minh Đại Công Tước tỉnh lại thời điểm, hắn đã đứng tại Vũ Hồn Thành trên đường cái. Nhìn xem người đến người đi đường đi, U Minh Đại Công Tước hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ chính mình dường như là đang cùng Uchiha Phú Giang nói chuyện, tiếp đó hắn liền. Đến nơi này, trong nháy mắt, U Minh Đại Công Tước minh bạch sự kiện chân tướng, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nhưng càng nhiều hơn chính là hốt hoảng cùng sợ hãi. Tất nhiên Uchiha Phú Giang có thể để chính mình thân chúng huyễn thuật, đó có phải hay không chứng minh, cùng trực tiếp Phú Giang chỉ cần nghĩ. Hắn tùy thời cũng có thể giết chết chính mình. U Minh Đại Công Tước trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm trầm, hắn đứng tại chỗ suy tư thật lâu, sau đó hắn phát hiện, chính mình vốn là muốn đưa cho tiểu nữ nhi đại nữ nhi không thấy. Hắn lần nữa bắt đầu suy tư, quay đầu nhìn về phía Vũ Hồn Điện phương hướng, trong lòng dãy dụa cũng không có biểu hiện tại trên mặt, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn lần này vốn cũng không có dự định mang chính mình đại nữ nhi Chu Trúc Vân trở về. Có thể để tiểu nữ nhi Chu Trúc Thanh phát tiết một chút cũng tốt, hơn nữa. U Minh Đại Công Tước đối với làm thân tình nhưng cũng không coi trọng. Hơn nữa trước khi hắn tới, Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ, cũng chính là tỷ phu của hắn, chính miệng từng nói với hắn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Uchiha huyết mạch lưu lại Tinh La Đế Quốc. Câu nói này có thể chia tách đứng lên lý giải, nhưng cuối cùng ý tứ chính là ý trên mặt chữ. Suy tư không đến 5 giây. U Minh Đại Công Tước lựa chọn trực tiếp rời đi, hắn tự bỏ chính mình con gái lớn đó. Cái gọi là thân tình đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một món hàng xa xỉ. Tại U Minh Đại Công Tước rời đi về sau, tại một chỗ âm u trong ngõ hẻm, không gian lộ ra hình vòng xoáy vặn vẹo. Ba bóng người từ cái này vặn vẹo vòng xoáy bên trong xuất hiện. Đây chính là U Minh Đại Công Tước, Chu Bay Thần, Chu Trúc Thanh âm thanh 10 phần lạnh lẽo. Ngữ khí phảng phất vùng cực bắc huyền băng đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Mà tại Chu Trúc Thanh sau lưng, Chu Trúc Vân cúi gương mặt biểu lộ bắt đầu vặn vẹo, hàm răng của nàng cắn cót két vang dội, mắt trong mắt phẫn nộ căn bản không che giấu được. Trên thực tế Chu Trúc Vân những ánh mắt này, biểu lộ cũng là giả vờ, cũng không tính cũng là trang, trong đó có một bộ phận thật tình bộc lộ. Nàng chính xác phẫn nộ, bất quá trong lòng sợ hãi lớn hơn cả phẫn nộ. Nàng không biết mình con đường sau đó phải làm như thế nào đi, thậm chí cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Lúc này Chu Trúc Vân một mực chú ý đến Phú Giang động thái, nàng bây giờ đang thi triển tất cả vốn liếng, hy vọng để Phú Giang nhìn nhiều nàng một mắt, nàng muốn đem nữ nhân điểm tốt toàn bộ bày ra. Chu Trúc Thanh làm sao có thể nhìn không ra tỉ tỉ mình ý nghĩ xấu xa, nhưng mà nàng cũng vô cùng để ý Phú Giang thái độ, thế là nàng cũng nhìn trộm quan sát Phú Giang. Phát hiện Phú Giang cũng không có lộ ra cái gì biểu tình kỳ quái, không khỏi thở dài một hơi. Cần phải ở chỗ này giết chết hắn sao? Phú Giang mở miệng hỏi, âm thanh 10 phần bình tĩnh, phảng phất đàm luận không phải một vị 82 cấp hồn đấu la sinh tử, mà là hôm nay thời tiết vấn đề. Nghe vậy, Chu Trúc phân tâm trong nháy mắt nhấc lên, nàng cũng không quan tâm chính mình cái kia cái chết của phụ thân sống, nàng chỉ quan tâm Phú Giang có thể hay không tiện thể tay đem chính mình. Nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết. Nhưng mà bây giờ Chu Trúc Vân sinh mệnh của mình lại không phải do chính nàng làm lựa chọn. Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi chính mình vận mệnh buông xuống. Không, ta sẽ đích thân hủy Chu gia. Ta muốn nhìn xem hắn cả đời tâm huyết đều bị hủy diệt sau đó bộ dáng. Chu Trúc Thanh mở miệng nói, nàng cũng không muốn thật sự làm ra giết cha cử chỉ.
dù sao tam quan của nàng còn không có như vậy lại, nàng muốn làm, chỉ là trả thù Chu gia cái này hình quái dị gia tộc mà thôi. Nghe vậy, Chu Trúc Vân nội tâm ngã vào đáy cốc, tay chân lạnh buốt, cảm giác chính mình có thể thì sẽ đến này là ngừng. Vậy nàng đâu? Phú Giang liếc mắt nhìn Chu Trúc Vân, chậm rãi mở miệng hỏi. Chu Trúc Thanh cũng quay người nhìn về phía Chu Trúc Vân, đã từng muốn giết chết chị ruột của mình. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh ánh mắt rơi xuống, Chu Trúc Vân hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Nàng không phải cái gì người cứng rắn, vì sống sót, nàng sự tình gì đều có thể làm ra. Trúc Thanh, có lỗi với, có lỗi với. Chu Trúc Vân lập tức ôm lấy Chu Trúc Thanh đùi, ở nơi đó cho vẩy đuôi mừng chủ, trong miệng một mực tại xin lỗi, còn không ngừng nhục mạ mình. Phú Giang nhìn thấy Chu Trúc Vân bộ dáng này, không khỏi thấy rõ nàng rất nhiều. Nếu như vừa mới cái ánh mắt kia còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ mà nói, như vậy hiện tại Chu Trúc Vân sẽ chỉ làm hắn cảm giác nàng vũ nhục trong lòng mình người kia. Nhìn xuống chính mình cái kia khóc ròng ròng, điên cuồng thề muốn thống cải tiền phi thân tỷ tỷ, Chu Trúc Thanh trong lòng dâng lên một vòng nhàn nhạt khinh thường, đồng thời cũng có chút cười nhạo, đi qua nàng vì sao lại đem ra hỏa này xem như đối thủ của mình a? Ta có thể bỏ qua ngươi, trở về đi, vĩnh viễn sống ở sợ hãi của ta phía dưới, thẳng đến ta tự mình buông xuống Chu gia sau đó. Chu Trúc Thanh cũng không muốn bây giờ liền giết chết Chu Trúc Vân, bởi vì như vậy thật sự là quá mức không thú vị, nàng nhất định phải làm cho Chu Trúc Vân cảm nhận được chính mình năm đó cảm giác, tại bên trong sợ hãi kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Mỗi ngày nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ mơ tới mình bị giết chết bộ dáng. Chu Trúc Vân hơi sững sờ, trong lòng tuôn ra một cỗ ý mừng, nhưng mà theo ý mừng sau đó chính là sợ hãi, nàng lúc này đại khái đoán được Chu Trúc Thanh ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà căn bản bất lực phản kháng. Nàng biết mình sớm muộn cũng sẽ chết, hơn nữa nhất định sẽ bị Chu Trúc Thanh giết chết, nhân tính lúc nào cũng như vậy tham lam. Vốn chỉ là muốn trốn ra nơi này nàng trong nháy mắt trở nên tham lam, nàng không muốn chết. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua cứ như vậy đào tẩu, nhưng mà thiên hạ chi đại, lại không có mặt của nàng thân chỗ. Tinh La Chu gia sẽ tìm được nàng, Chu Trúc Thanh cũng sẽ tìm được nàng. Cho nên nàng đem ánh mắt đặt ở Phú Giang trên thân, bây giờ Phú Giang có thể giúp nàng. Mặc dù nàng biết hy vọng xa vời, nhưng mà nàng hay không hết hy vọng muốn thử một chút, vạn nhất đâu. Vạn nhất Phú Giang chính là ưa thích chính mình cái này một cái đây này. Hơn nữa nàng còn biết, đối với nam nhân mà nói, tìm muội cùng nhau dụ hoặc xa xa lớn hơn một đối một. Nhìn xem Chu Trúc Vân cặp kia lê hoa đái vũ con mắt, Phú Giang trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Giống như một cái quần chúng đồng dạng, liền đứng ở chỗ này nhìn xem. Mà nhìn thấy chính mình thân tỷ tỷ bộ dáng này, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép có người câu dẫn Phú Giang. Có một cái tiểu vũ liền đã đủ phiền toái, về sau lại tới một cái Ngọc Thiên Vân, nếu là tới một cái nữa, nàng đoán chừng muốn tại chỗ nổ tung. Thế là Chu Trúc Thanh trực tiếp một cái tát đến chính mình thân tỷ tỷ Chu Trúc Vân trên mặt, động tác 10 phần lưu loát. So tại trên lôi đài đánh còn muốn thuận tay. Chu Trúc Vân trực tiếp bị đánh miệng phun tiên huyết, bộ dáng kia quả thực là làm cho lòng người sinh liên mẫn. Nhưng mà Phú Giang ý chí sắt đá, trong lòng căn bản là không có bất kỳ cái gì ba động. Ta đánh ngươi không phải là bởi vì ngươi bây giờ đáng hận, mà là bởi vì ngươi bây giờ trong nội tâm bẩn thỉu. Chu Trúc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, sát ý trong mắt cùng lạnh ý để Chu Trúc Vân toàn thân run rẩy. Thế vậy, Phú Giang trong lòng hơi động một chút, một cỗ thiên mệnh buông xuống đến trên người hắn. Sau đó Phú Giang mang theo Chu Trúc Thanh trực tiếp rời khỏi ở đây, một đạo không gian vòng xoáy thôn phệ Phú Giang cùng Chu Trúc Thanh, chỉ để lại má trái thật cao trướng lên Chu Trúc Vân. Chương 215, bị thiên ái đều không có sợ hãi. Khoảng cách Thiên Đấu Hoàng nhà học viện cùng Sử Lai Khắc học viện chiến đấu chỉ có không đến thời gian một ngày, rất nhiều có ý khác người tìm được Sử Lai Khắc học viện. Cũng có một số người đi tới Thiên Đấu Hoàng nhà học viện. Để cho đại sư bọn người cảm thấy thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, là một cái Ba Lách Vương quốc quý tộc, đưa ra phải dùng 100 vạn kim hồn tệ mua xuống Sử Lai Khắc học viện. Lúc đó tức giận đến Flender biểu lộ đều vặn vẹo, nhưng mà hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà đi hủy đi bọn nhỏ tương lai, lấy vũ hồn điện vô sỉ trình độ, nếu như mình động thủ. Vũ hồn điện tuyệt đối sẽ tìm cơ hội tiêu trừ Sử Lai Khắc học viện tư cách tranh tài. Thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ phong chí đi tới Sử Lai Khắc học viện phòng nghỉ,
hắn liếc mắt liền thấy được Ngọc Nguyên Trấn, hắn biết, Ngọc Nguyên Trấn cũng định ở tại Sử Lai Khắc học viện, sau đó hắn có không để lại dấu vết liếc qua Ngọc Thiên Vân. Trong lòng thầm mắng một tiếng lão thất phu, nhưng mà trên mặt nhưng như cũ là cái kia ôn nhuận như gió mát nụ cười. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy phụ thân của mình đi tới nơi này, nàng lập tức hưng phấn đứng lên, hướng về chữ Phong Chí đánh tới. Chữ Phong Chí cười tiếp lấy Ninh Vinh Vinh, phía sau hắn kiếm đấu la Trần Tâm cũng lộ ra nụ cười. Vinh Vinh, ngươi tại sao lại mập? Chữ Phong Chí lúc này còn có nhàn tình nhã trí cùng mình nữ nhi nói đùa, nhưng mà chuyện cười này mở thật sự là có chút quá phận, nhất là đối với Ninh Vinh Vinh tới nói. Ninh Vinh Vinh miệng lập tức liền mân mê tới, mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn cha của mình. May mắn bây giờ tiểu xương cốt không có ở nơi này, bằng không thì Ninh Vinh Vinh nhất định muốn chứng minh một chút chính mình căn bản là không có đổi béo. Hừ, bất quá dù cho không gấp đi chứng minh, nàng cũng là lạnh rên một tiếng, biểu thị sẽ lại không lý chữ Phong Chí. Sau đó Ninh Vinh Vinh trực tiếp từ chữ Phong Chí trong ngực xuống, quay người rời đi. Nàng biết mình phụ thân đến đây là tới làm gì, nàng cũng sẽ không bốc đồng đi hung hăng càn quấy, nàng dù sao cũng là thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ a. Nhìn thấy biết chuyện rất nhiều Ninh Vinh Vinh, chữ Phong Chí trong mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ vui mừng. Phú Giang tiểu hữu, chữ Phong Chí nhìn về phía Phú Giang, mở miệng cười ân cần thăm hỏi, sau đó lại cùng với người khác từng cái bắt chuyện qua. Ninh tông chủ tới đây có gì muốn làm a? Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp vượt lên trước mở miệng nói, hắn đối với chữ Phong Chí có thể một chút hảo cảm cũng không có, mặc dù thân ở cùng một chiến tuyến, nhưng mà nên có cạnh tranh vẫn là không có chút nào thiếu. Hơn nữa Ngọc Nguyên Trấn biết chữ Phong Chí vì cái gì mà đến, hắn có thể tuyệt đối sẽ không để chữ Phong Chí được như ý. Ta tới cùng Phú Giang tiểu hữu đàm luận một chuyện làm ăn. Chữ Phong Chí mở miệng cười đạo, sau đó liền không nhìn tới Ngọc Nguyên Trấn, hắn cũng không muốn cùng Ngọc Nguyên Trấn quá nhiều dây dưa. Nghe vậy, Phú Giang nghi ngờ nhìn về phía chữ Phong Chí, mặc dù hắn đối với chữ Phong Chí bọn người trên thân thiên mệnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy lúc này chữ Phong Chí tới đây là vì cái gọi là sinh ý. Tiểu hữu, ta, chữ Phong Chí vừa mới mở ra một đầu, vẫn chưa nói xong, liền bị đột nhiên xông vào một người cắt đứt. Làm Phú Giang nhìn thấy người kia sau đó, một đôi luân hồi nhãn bên trong tránh ra kinh người tia sáng, cuồng mãnh sát ý trong nháy mắt bộc phát, thậm chí tại Phú Giang sau lưng tạo thành một cái dữ tợn bóng đen, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chữ Phong Chí hơi sững sờ, sau đó liền bị cái kia cuồng mãnh sát ý giật mình tỉnh giấc, hắn bản năng lui lại hai bước, khiếp sợ trong lòng không thôi, sau đó lại quay đầu theo Phú Giang ánh mắt nhìn. Vũ hồn điện thánh tử Uchiha Itachi liền đứng ở nơi đó, trên mặt mang cùng chữ Phong Chí không phân cao thấp ôn nhuận nụ cười, nhưng mà không ai đem Uchiha Itachi xem như chữ Phong Chí như thế quân tử. Người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Phú Giang quá khứ, cũng chính là Uchiha Itachi. Phú Giang sát ý đang ngưng tụ, ép đám người không thể không vận khí hồn lực chống cự, thậm chí ẩn ẩn tạo thành lĩnh vực. Kiếm đấu la Trần Tâm hơi hơi nheo lại con mắt, trên thân cũng xuất hiện một tầng vô hình vòng phòng hộ, hắn cảm thấy cổ sát ý này dữ tợn, thế nhưng là không có bao nhiêu mùi máu tươi, theo lý thuyết. Cùng nói đây là sát ý, không bằng nói đây là khí phách ý chí. Lôi đỉnh đấu la Ngọc Lam Miễn nhưng là có chút chấn kinh, bởi vì vừa mới hắn rõ ràng cảm thấy trái tim của mình đột nhiên ngừng nhảy một cái, lấy hắn phong hào đấu la thực lực cấp bậc đều cảm giác được như thế áp lực, cái kia những người khác. Đại sư kêu lên một tiếng đau đớn, lại không có quá nhiều lên tiếng, hắn bằng vào nghị lực hơn người nhịn được cái kia cuồng mãnh sát ý. Tại Phú Giang bên người Tiểu Vũ trong lòng kinh hoàng không thôi, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Chu Trúc Thanh trực tiếp ôm lấy Phú Giang cánh tay, nhắc nhở Phú Giang tuyệt đối không được xúc động, dù sao nếu như xúc động rồi. Sử Lai Khắc học viện vinh quang việc nhỏ, bây giờ bọn hắn thân ở Vũ Hồn Thành, là Vũ Hồn Điện sân nhà. Đệ đệ của ta, nhìn thấy ta, người tựa hồ rất không cao hứng. Uchiha Itachi nói nhảm, hắn tại dựa theo kịch bản tới diễn dịch, hơn nữa hắn cũng không tính là một cái nhân vật phản diện, trong mắt ôn nhu tia sáng để đám người lòng sinh nghi hoặc. Phú Giang thân hình trong nháy mắt tiêu thất, làm lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã là tại Uchiha Itachi trước mặt. Đi chết đi, Phú Giang giống giận, trong tay thiên điều lập lòe lôi quang, giống như 1000 con chim chóc líu lo âm thanh vang lên. Quả thực là có chút ma âm rót vào tai.
Mà Uchiha Itachi nhưng là không chút hoang mang đứng ở nơi đó, thiên điểu xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có một tia đánh trúng thực thể cảm giác. Nhìn thấy một chiêu này, chữ Phong Chí trong mắt lóe lên tinh quang, hắn là gặp qua một chiêu này, chính là một chiêu này trực tiếp lóe lên Kimimaro một kích chi mạng. Không muốn xúc động như vậy, chờ lần so tài này kết thúc về sau, ta sẽ cùng với ngươi giải thích. Uchiha Itachi duỗi ra hai ngón, muốn đi đâm Phú Giang cái chán. Phú Giang thân hình lui nhanh, hắn lúc này phảng phất bình tĩnh lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Uchiha Itachi. Không cần giải thích của ngươi, mặc kệ ngươi giải thích thế nào đều không che giấu được ngươi phạm vào tội ác. Ta sẽ ở trên sàn thi đấu giết chết ngươi, nhìn một chút ngươi cái kia thê thảm tử tướng. Phú Giang giọng căm hận nói. Nghe vậy, Uchiha Itachi cũng không giận, chỉ là nhìn về phía Phú Giang bên người Tiểu Vũ. Nhìn thấy Uchiha Itachi động tác, Phú Giang trực tiếp phía bên trái một bước, chắn Tiểu Vũ trước mặt, chặn Uchiha Itachi ánh mắt. Nàng tựa hồ có chút không giống nhau. Uchiha Itachi nhíu mày đảo, cảm thụ được lượng lớn thiên mệnh tới sổ, tâm tình hết sức quá phận. Thấy vậy, Tiểu Vũ suýt chút nữa trực tiếp xù lông, bất quá nàng vẫn là vô cùng nhu nhược lựa chọn trốn ở Phú Giang sau lưng, cảm thụ được Phú Giang đối với chính mình ôn nhu. Tiểu Vũ khóe môi câu lên một vòng ngọt ngào đường cong, cái này xóa đường cong để Chu Trúc Thanh trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng nàng không có phát tác, nàng chỉ có thể làm không có biết, không thấy, không thèm để ý. Nàng gọi là Chu Trúc Thanh sao? Trên tư liệu nói, Chu Trúc Thanh là bạn lữ của ngươi, ta cái này làm ca ca, tự nhiên cũng muốn nghiêm túc giúp ngươi tham mưu một chút. Uchiha Itachi tự mình nói, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Phú Giang trong mắt bồng bột sát ý đồng dạng. Mà hắn lời nói này cũng thiếu chút để Chu Trúc Thanh bản thân trực tiếp phá phòng ngự, nàng rất muốn hướng Uchiha Itachi chứng minh mình mới là Chu Trúc Thanh, nhưng mà nghĩ đến Phú Giang thái độ, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Đám người không tự chủ được liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tiểu tâm tư. Liễu Nhị Long trong lòng thở dài một tiếng, bị thiên ái đều không có sợ hãi, nàng lúc này lại có chút thông cảm Chu Trúc Thanh. Xem ra là ta hiểu lầm. Uchiha Itachi nhìn thấy ánh mắt mọi người đặt ở Chu Trúc Thanh trên thân, liền không tự chủ được mở miệng nói. Chương 215, ngươi thanh tỉnh một điểm. Uchiha Itachi rời đi, tại thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ Phong Chí, làm điện phách vương long gia tộc tộc trưởng Ngọc Nguyên chấn đám người chăm chú rời đi. Phú Giang cũng trầm mặc một chút buổi trưa, ở bên cạnh hắn, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ một mực bồi tiếp hắn, còn có Ngọc Thiên Vân ở nơi nào líu díu nói không ngừng. Một mực bí mật quan sát Phú Giang Ngọc Nguyên chấn cảm giác có chút choáng váng, hắn mặc dù biết Ngọc Thiên Vân không phải một cái tiểu thư khuê các, nhưng mà nhìn thấy Ngọc Thiên Vân bộ dáng này, hắn vẫn còn có chút huyết áp tăng vọt. Hắn mấy lần nhìn thấy Phú Giang nhíu mày, mà Ngọc Thiên Vân lại không biết thu liễm. Cứ như vậy, Ngọc Thiên Vân ở nơi nào líu lo không ngừng dòng dã một cái Tiểu Vũ, trong lúc đó liền uống hết mấy ngụm nước mà thôi. Màn đêm buông xuống, Phú Giang về tới gian phòng của mình, Chu Trúc Thanh theo sát phía sau. Chu Trúc Thanh vừa định đóng cửa lại, một đầu đôi chân dài trực tiếp duỗi vào. Chu Trúc Thanh chỉ là từ đôi chân dài phía trên tất chân cũng có thể thấy được, đây là Tiểu Vũ đôi chân dài. Chu Trúc Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa. Tiếp đó đại lực quan môn, còn kém dùng tới hồn lực. Bành, a, kèm theo đại môn bị nhốt âm thanh sau đó, Tiểu Vũ trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm, còn làm bộ khóc thút thít. Phú Giang quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đúng dịp thấy che lấy đôi chân dài, làm bộ đáng thương Tiểu Vũ. Thấy vậy, Phú Giang một cái thuấn thân đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, lòng bàn tay xuất hiện một đạo oánh oánh lục quang, trực tiếp đặt ở Tiểu Vũ đôi chân dài bên trên. Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, trong mắt lóe lên một vòng thủy quang, trong lòng đắc ý, trên đùi truyền đến thoải mái dễ chịu buông lỏng cảm giác cũng làm cho tim đập của nàng gia tốc. Nàng biết Phú Giang không có cái gì nghĩ gì xấu xa, nhưng mà loại cảm giác này thật sự rất dễ dàng làm cho không người nào có thể không hiểu sai. Nhìn thấy Phú Giang vì Tiểu Vũ trị liệu, Chu Trúc Thanh chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng bây giờ có chút hối hận tại sao mình muốn xúc động như vậy, ngược lại cho Tiểu Vũ thời cơ lợi dụng. Phú Giang, ta muốn ở chỗ này, cùng ngươi ở cùng một chỗ. Tiểu Vũ bĩu môi năn nỉ lấy, nàng vào hôm nay nhìn thấy Uchiha Itachi sau đó, trong lòng vẫn tại hốt hoảng, lần này tới tìm Phú Giang,
mặc dù có mượn cơ hội này đem chính mình sự tình xong xuôi ý nghĩ, nhưng mà Tiểu Vũ nhiều hơn chính là muốn cùng Phú Giang thương lượng liên quan tới Uchiha Itachi sự tình. Nàng luôn cảm giác Uchiha Itachi nhìn ra thân phận của mình, nhất là cái ánh mắt kia, để nàng có một loại cảm giác không rét mà run. Không được, không có chờ Phú Giang nói chuyện, chú Trúc Thanh trước tiên xù lông, mặt ngươi sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tiểu Vũ, bộ dáng kia chính là phòng trộm bộ dáng. Mà Tiểu Vũ lại không có đi xem chú Trúc Thanh, một đôi ngập nước mắt to chăm chú nhìn Phú Giang. Không được, Phú Giang ý chí sắt đá, dường như là không có bị Tiểu Vũ mị hoặc đến. Nhìn thấy một chiêu này không làm được, Tiểu Vũ trực tiếp chuyển biến mạch suy nghĩ. Ta đau chân, đi không được. Tiểu Vũ bắt đầu giả bộ đáng thương, vừa nói, còn một bên hướng về Phú Giang trên thân dựa vào. Kết quả Phú Giang trực tiếp đứng lên, Tiểu Vũ lại gần một cái khoảng không, trực tiếp liền ném xuống đất. Thấy vậy, chú Trúc Thanh nở nụ cười, nàng phi thường yêu thích nhìn Tiểu Vũ bộ dáng này, đơn giản chính là đại khoái nhân tâm. Đi, chú Trúc Thanh trực tiếp mở miệng nói, sau đó bắt được Tiểu Vũ bả vai, liền muốn đem Tiểu Vũ kéo ra ngoài. Ngươi làm cái gì, vừa mới làm bị thương ta, bây giờ còn muốn hành hung. Tiểu Vũ ở nơi nào đại hống đại khiếu, bộ dáng hết sức khả ái, nhưng mà Phú Giang trong lòng lại không có bao nhiêu dao động, nhất là chú Trúc Thanh. Nàng cảm giác Tiểu Vũ làm ra vẻ cực kỳ. Phú Giang, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Tiểu Vũ la lớn, cũng thành công đưa tới Phú Giang chú ý, hắn ngăn cản Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, một hồi ta liền trở lại. Phú Giang mở miệng nói, sau đó đỡ dậy Tiểu Vũ. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh hơi sững sờ, trong lòng ủy khuất vô cùng, lại không có biện pháp nói ra, bởi vì Phú Giang là bị yêu phía kia. Chu Trúc Thanh nhếch môi, nàng đột nhiên triển lộ nét mặt tươi cười, hướng về phía Phú Giang gật gật đầu. Mà Phú Giang cũng không có đi để ý Chu Trúc Thanh ý nghĩ trong lòng, thậm chí còn có chút mong đợi Chu Trúc Thanh hoài nghi hắn, dạng này thiên mệnh lại sẽ nhập chướng một sóng lớn. Tiểu Vũ lúc này chân cũng không đau, lôi kéo Phú Giang, hoạt bát liền muốn rời khỏi. Phú Giang đi theo Tiểu Vũ sau lưng, chỉ để lại Chu Trúc Thanh một người đứng ở nơi đó, thật lâu không thể động đậy. Chú Trúc Thanh sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, con đường này là tự chọn, hơn nữa nàng cũng không trách Phú Giang, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Vũ đây chính là tại tiêu phí Phú Giang đối với nàng hảo, sớm muộn có một ngày, Phú Giang chọn không còn chịu được. Nhưng mà một ngày kia, đến cùng có thể hay không đến đâu, chú Trúc Thanh cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác cô độc, nàng đột nhiên nghĩ muốn uống chút rượu, nhưng mà ngày mai sẽ là vòng bán kết, nàng không thể ra một chút vấn đề. Sau đó Chu Trúc Thanh ngồi ở đối diện cửa ra vào trên ghế, nàng phải chờ đợi Phú Giang trở về, nếu như Phú Giang hôm nay không trở lại, vậy nàng vẫn chờ. 10 phút đi qua, Chu Trúc Thanh đột nhiên đứng lên, nàng cảm thấy mình không thể dạng này tiêu cực, có lẽ bây giờ Dầu Giang chính tại bị Tiểu Vũ quấn lấy, không cách nào thoát thân, đang chờ đợi chính mình đến giải vây đâu. Nàng biết Phú Giang sẽ rất ít cự tuyệt Tiểu Vũ, nàng đã sớm chấp nhận điểm này. Nếu như Tiểu Vũ biết chuyện một chút, nàng sẽ cùng Phú Giang một dạng, đem Tiểu Vũ xem như muội muội tới dưỡng. Nhưng vấn đề là, Tiểu Vũ vô cùng không hiểu chuyện a. Chú Trúc Thanh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, đây là nàng hồn cốt kỹ năng, mỗi lần dùng kỹ năng này, chú Trúc Thanh cũng có thể cảm giác được Phú Giang đối với người yêu của mình. Tối thiểu nhất chú Trúc Thanh cho rằng đây là Phú Giang đối với người yêu của mình, dù sao đây chính là một khối 9 vạn năm hồn cốt. Ai có thể bởi vì áy náy mà đem một khối 9 vạn năm hồn cốt tặng người đâu. Vũ hồn thành không phải rất lớn, hơn nữa Chu Trúc Thanh có phong chi kêu gọi, có thể thông qua gió tới xác định Phú Giang cùng Tiểu Vũ vị trí, cho nên nàng rất nhanh liền tìm được Phú Giang cùng Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ đang mặt đầy nước mắt nhìn xem Phú Giang, trong mắt nước mắt để Phú Giang quay đầu sang chỗ khác. Tiểu Vũ, người thanh tỉnh một điểm, Phú Giang mở miệng nói, sau đó bản năng lui lại. Muốn rời khỏi Tiểu Vũ, vòng vây. Nhưng mà Tiểu Vũ từng bước ép sát, ôm lấy Phú Giang liền không buông tay, phối hợp Tiểu Vũ bộ dáng kia, phảng phất Phú Giang từ bỏ Tiểu Vũ một dạng. Ta rất thanh tình, ta thích ngươi, ta muốn cho ngươi vì ta chải đầu. Tiểu Vũ có chút không lựa lời nói, đồng thời trong tay cũng lấy ra một cái hình ảnh thô ráp, nhưng mà dùng tài liệu cực tốt lược, nàng cưỡng ép đem lược nhét vào Phú Giang trong tay. Phú Giang chỉ có thể tiếp nhận lược. Hắn phát hiện cái này lược phía trên thiên mệnh cũng không ít, cho nên hắn liền không có trả lại.
Tiểu Vũ, ta mệt mỏi, ngày mai còn muốn tranh tài, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Phú Giang trực tiếp hạ lệnh trục khách, nói liền muốn kéo ra Tiểu Vũ. Mà lúc này Tiểu Vũ lại là vô cùng phối hợp, trực tiếp để Phú Giang kéo ra. Vậy ngươi nhất định phải đem cái này lực giữ gìn kỹ, chờ qua trong khoảng thời gian này, ngươi muốn giúp ta trải một lần. Trải đầu, Tiểu Vũ biết chuyện này không vội vàng được, hơn nữa hiện tại là tại Vũ Hồn Điện, địch nhân đại bản doanh, nếu quả như thật để nàng làm cái gì, nàng còn thật sự không có tâm tình gì. Phú Giang gật gật đầu, sau đó liền muốn rời khỏi. Lúc này, Chu Trúc Thanh cũng xuất hiện, nàng nhìn thấy vừa mới hết thảy, cũng nhìn thấy Phú Giang kéo ra Tiểu Vũ bộ dáng, trong lòng có chút ngọt ngào, trực tiếp dẫn tới trên mặt. Chương 216, thử một lần. Sáng sớm, trời sáng choang, Phú Giang cùng Chu Trúc Thanh từ trong nhà đi ra, Chu Trúc Thanh thần thanh khí sảng, giữa hai lông mày mang theo một chút xíu ôn nhu ý cười. Chỉ là cái này nụ cười ít nhiều khiến Tiểu Vũ có chút lòng sinh bất mãn. Mà Ngọc Thiên Vân nhưng là không thèm để ý chút nào, nàng đã đón nhận chính mình, tình nhân, thân phận, nàng tự nhận là một cái thông minh, tình nhân. Mặc dù cái này, tình nhân, thân phận căn bản là không có bắt được qua Phú Giang tán thành, chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Ăn vặt a, những thức ăn này cũng là chính chúng ta mang, không có vấn đề gì. Đại sư thấy được Phú Giang đám người đến, có chút chột dạ quay đầu sang chỗ khác, kể từ Ngọc Thiên Vân sau khi đến, hắn cũng cảm giác chính mình đối với Phú Giang có thua thiệt, mặc dù Phú Giang cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cái gì, nhưng mà cái kia ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Nghe vậy, Phú Giang gật gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Chu Trúc Thanh an vị tại Phú Giang bên cạnh, mười phần ôn nhu vì Phú Giang gắp thức ăn. Một màn này để Tiểu Vũ nhìn nghiến răng, nàng hôm qua quá gấp, vậy mà trực tiếp quên cho Phú Giang nói liên quan tới Uchiha Itachi có thể xem thấu thân phận nàng sự tình. Mấu chốt là ngày hôm qua bầu không khí tô đậm quá đúng chỗ, đầu nàng nóng lên, liền đem chuyện này đem quên đi. Ngọc Thiên Vân cũng cho Phú Giang gắp thức ăn, bất quá nàng cùng Chu Trúc Thanh khác biệt, Chu Trúc Thanh kẹp chặt cũng là một chút Phú Giang ăn tương đối nhiều, cũng chính là Phú Giang thích ăn, mà Ngọc Thiên Vân kẹp chặt cũng là chính nàng thích ăn. Phú Giang nhìn xem trước mặt trong bàn ăn cơ hồ đưa đầy thành núi đồ ăn, sắc mặt không khỏi hơi hơi tối sầm. Nhưng hắn vẫn là ăn hết. Sau khi cơm nước xong, đại sư bắt đầu phát biểu. Lần tranh tài này từ Phú Giang dẫn đội, Đường Tam chỉ huy, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Oscar, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn xuất chiến. Đại sư nghiêm mặt nói, hắn lúc này ăn nói có ý tứ bộ dáng mười phần dọa người. Hơn nữa bình thường hắn cũng mười phần uy nghiêm, lúc này cũng không có người nào dám lên tiếng, làm tiểu động tác. Đại sư giảng thuật chiến thuật của hắn an bài, trên thực tế cũng không có cái gì chiến thuật, chính là đơn thuần xuất chiến danh sách nhân viên. Nghe vậy, Tiểu Vũ hơi sững sờ, trong nội tâm nàng có chút bất mãn, nhưng mà nàng cũng biết, chính mình thực lực này, chỉ có thể đang thay bổ đội viên bên trong hàng đầu. Tại trận kia cá nhân thi đấu bên trong, Thiên Đấu Hoàng nhà học viện rõ ràng còn có át chủ bài không có sử dụng, chúng ta còn lớn mật hơn suy nghĩ lá bài tẩy của bọn hắn, đồng thời cẩn thận ứng đối, còn có, Vinh Vinh, người muốn đem trận đấu này xem như chân chính sinh tử chi chiến, Kimimaro có thể sẽ đối với người thủ hạ lưu tình, nhưng mà những người khác cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đại sư hết sức nghiêm túc mở miệng nói, cuộc so tài này chút xuống hắn cơ hồ tất cả tâm huyết, hắn muốn tại cuộc so tài này phía trên chứng minh chính mình. Chứng minh mình tuyệt đối không phải một cái phế vật. Mặc dù hắn bây giờ đã chứng minh chính mình, phụ thân của mình cũng làm cho chính mình quay về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng mà hắn không muốn cứ như vậy trở về, hắn nhất định muốn đường đường chính chính trở về. Nghe được đại sư lời nói sau, Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, chỉ là không biết được rốt cuộc có nghe được hay không. Phụ thân của mình là hy vọng Kimimaro có thể thua trận đấu này. Bởi vì cái gọi là quán quân hư danh chỉ có thể mang đến danh tiếng bên trên tăng lên, nhiều nhất chính là để người bên ngoài tán thưởng một đôi lời, không cách nào chân chính để thăng thất bảo lưu ly tông thực lực. Mặc dù danh tiếng cũng là thực lực một bộ phận, nhưng mà thất bảo lưu ly tông danh tiếng đã đầy đủ lớn, một cái quán quân chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, tác dụng lớn nhất cũng chỉ là đả kích một chút Vũ Hồn Điện uy vọng. Hơn nữa trọng yếu nhất, chính là dù cho Kimimaro thắng, đó cũng là Thiên Đấu Hoàng nhà học viện công lao, cùng thất bảo lưu ly tông cũng không có quá lớn trực tiếp quan hệ. Nói tóm lại, chân chính liều chết chiến đấu,
hại lớn hơn lợi. Chấm 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 chấm. Thiên đấu hoàng nhà học viện phòng nghỉ. Mộng thần cơ nhìn xem trước mặt những thứ này lang thôn hổ yết bọn nhỏ, trong lòng có chút cảm khái, hắn cùng những hài tử này ở cùng một chỗ, cảm giác chính mình cũng trẻ lại không ít. Hơn nữa nhìn những hài tử này trở thành đế quốc tân tinh, trong lòng của hắn liền vô cùng kiêu ngạo. Hôm nay trận đấu này, nếu như chuyện không thể làm, vậy sẽ phải kịp thời bước ra. Mộng thần cơ lúc này cũng không nhìn nữa trọng những cái kia hư danh, bởi vì hôm qua thái tử điện hạ tìm hắn nói qua một lần lời nói. Chủ đề chủ yếu thảo luận là, thiên đấu hoàng nhà học viện cùng sử lai khắc học viện liều chết ngươi chết ta sống sau đó, thiên đấu hoàng nhà học viện có thể được đến cái gì? Vinh quang, vật kia đối với thiên đấu hoàng nhà học viện tới nói có lẽ rất trọng yếu, nhưng mà đối với thiên đấu đế quốc thực lực của bản thân tới nói, căn bản không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng. Cuối cùng mộng thần cơ cũng lựa chọn thả xuống cái kia cái gọi là vinh quang. Hôm nay trận đấu này, tận lực liền có thể, không nên vô cùng yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mộng thần cơ nghiêm mặt nói, trong đôi mắt thoáng qua một vòng nhàn nhạt sầu bi chi sắc. Hắn biết đám hài tử này tâm cao khí ngạo, chính mình lời nói này có thể sẽ đối bọn hắn nội tâm tạo thành một chút tổn thương, nhưng mà vì tương lai của bọn hắn, mộng thần cơ cũng không thể không như thế. Ngọc Thiên Hằng trực tiếp đứng lên, một ngụm liền đem thức ăn trong miệng nuốt đi vào. Giáo ủy, ta, không đợi Ngọc Thiên Hằng nói chuyện, phòng nghỉ đại môn bị đột nhiên đẩy ra, Tuyết Thanh Hà đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Tương lai của các ngươi 10 phần rộng lớn, hơn nữa lá bài tẩy của các ngươi đại bộ phận cũng không thể vận dụng. Tuyết Thanh Hà nghiêm mặt nói, diễn kỹ cao để Hyuga kính không khỏi vì thế mà choáng váng. Lúc này Tuyết Thanh Hà cũng chú ý tới Hyuga kính vẻ cổ quái, vội vàng dùng một ánh mắt ra hiệu hắn giúp mình nói chuyện. Trên thực tế thiên đấu hoàng nhà học viện Hoàng Kim một đời tất cả tin tức, Vũ Hồn Điện đã sớm biết nhất thanh nhị sở, dù sao có Tuyết Thanh Hà như thế một cái siêu cấp nội ứng, Vũ Hồn Điện không biết đó mới là kỳ quái đâu. Thái tử điện hạ, ta muốn thử một lần. Kimimaro trực tiếp mở miệng phản bác Tuyết Thanh Hà, hắn mặt không biểu tình, cả người lạnh giống như một khối ngàn năm huyền băng, ngược lại Tuyết Thanh Hà là chưa từng gặp qua hắn cười. Thái tử điện hạ, ta cũng muốn thử một lần, cũng đột nhiên mở miệng. Sau đó hắn cùng với Kimimaro đồng thời nhìn về phía Hyuga kính. Thế vậy, không có chờ Hyuga kính lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Tuyết Thanh Hà đầu tiên sắc mặt lạnh xuống, nàng ghét nhất chính là người khác uy hiếp kính. Bất quá hắn cũng không có phát tác, mà là đôi mắt hơi hơi nheo lại, kéo dài nhìn chăm chú lên Hyuga kính. Ta cũng nghĩ thử xem. Hyuga kính nhạt nhẽo mở miệng nói, bộ dáng có chút ủy khuất, phối hợp gương mặt kia, để Tuyết Thanh Hà có một chút như vậy huyết khí dâng trào cảm giác. Mộng thần cơ giáo ủy trong lòng ẩn ẩn có chút tự hào, hắn biết học sinh của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, nhưng theo tự hào chi tình chậm rãi rút đi, tùy theo mà đến nhưng là lo nghĩ. Hyuga kính, Kimimaro ba người đều có át chủ bài, thậm chí ngay cả Rockley đều có át chủ bài, nhưng mà át chủ bài sở dĩ xưng là át chủ bài, chính là muốn che giấu. Không sai. Ta cũng muốn thử một lần. Rockley lập tức đứng lên, giống như điên cuồng đồng dạng, ở bên cạnh hắn Diệp Linh Linh nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo, sau đó lại cho Rockley kẹp một tảng thịt nướng lớn. Vừa sáng sớm ăn nướng thịt, bất qua nghĩ đến Rockley cái kia kinh khủng lượng huấn luyện, cũng không có cái gì người nói chuyện. Sau đó Độc Cô Nhạn cũng đứng lên, đồng thời quăng lên Diệp Linh Linh, bộ kia ý tứ rất rõ ràng, các nàng cũng muốn thử một lần. Thế vậy, Mộng thần cơ nhìn về phía thái tử Tuyết Thanh Hà, mà thái tử Tuyết Thanh Hà nhưng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó gật đầu một cái. Chương 217, tử vong, Vũ Hồn Điện, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái đấu trường. Thiên đấu hoàng nhà học viện đã tiến nhập giữa sân, Hyuga kính đi ở phía trước, sau đó là Kimimaro, Rockley, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh. Bảy người hiện lên hình thoi trận gạt ra. Diệp Linh Linh đứng tại cuối cùng, Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đồng thời che chở nàng. Lúc này Sử Lai Khắc học viện cũng đi lên tràng, lấy Phú Giang cầm đầu, theo sát phía sau chính là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Oscar, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh. Như vậy, tới trước chào hỏi a. Phú Giang nói khẽ, ngữ khí hời hợt, nhưng mà âm thanh lại truyền khắp toàn bộ đấu trường. Sau đó Phú Giang một đôi luân hồi nhãn trong nháy mắt bạo phát đáng sợ thanh thế, chung quanh gió nhẹ bắt đầu gào thét,
tựa hồ là đang e ngại này đôi đáng sợ con mắt. Cái này cũng đưa tới chú ý của mọi người. Giống như thực chất màu đen hồn lực từ Phú Giang trên thân tuôn ra. Thấy cảnh này Bỉ Bỉ Đông con ngươi hơi co lại, nàng biết một chiêu này, Uchiha Itachi từng nói với nàng. Một cái cực lớn nửa người trên khung xương đem Phú Giang bao ở trong đó, sau đó có kinh mạch, huyết nhục xuất hiện, thẳng đến tạo thành một cái cực lớn màu đen nửa người cự nhân. Cái kia gỗ màu đen để cho trong lòng người sợ hãi, một chút tâm tình yếu ớt người đã bắt đầu phát run. Thấy vậy, Hyuga kính trên thân xuất hiện thanh sắc quang mang, giống như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt. Kimimaro trên người cốt giáp cấp tốc lan tràn, khí tức chung quanh cũng tràn đầy tĩnh mịch ý vị. Khí tức nhỏ bé không thể nhận ra, nếu như không phải hắn đứng ở nơi đó, mọi người cũng hoài nghi có phải hay không đã biến mất rồi. Broly cởi xuống trên người phụ trọng, sau đó trực tiếp mở ra bát môn độn giáp chi trận, đệ thất môn kinh môn sức mạnh triển lộ không thể nghi ngờ. Thanh thế khí lãng khổng lồ trực tiếp để đám người có chút không ngóc đầu lên được. Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng hai người võ hồn phụ thể, gắt gao canh giữ ở Diệp Linh Linh bên cạnh. Hai người biết, trận chiến đấu này chủ lực không phải là các nàng. Mục tiêu của các nàng chính là muốn bảo hộ Diệp Linh Linh, từ đó để Broly toàn lực thu phát. Susanoo, Phú Giang khẽ quát một tiếng, sau đó màu đen Susanoo vung vẩy hai tay, trên bàn tay cũng xuất hiện hai thanh cự kiếm. Cự kiếm quét ngang, thẳng đến Hyuga kính bọn người mà đi, hắn cũng không có lựa chọn đi công kích Diệp Linh Linh, mọi người có thể đoán ra, khả năng này chính là cường giả tự tin. Nhưng vào lúc này, đường Tam Lam Ngân Thảo bay thẳng ra, thẳng đến Diệp Linh Linh mà đi. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh ba người cũng chạy Diệp Linh Linh mà đi, đây là đại sư nhiệm vụ cho bọn họ, từ Phú Giang kiềm chế lại chủ lực của đối phương. Tiếp đó bọn hắn đem hết toàn lực công kích danh xưng không chết cựu tâm hải đường. Broly thân ảnh đột nhiên chắn ba người trên con đường phải đi qua. Hắn cũng không có đi lựa chọn trợ giúp Hyuga kính ba người ngăn trở cái kia giống như màu đen thái dương tầm thường Susanoo. Hắn sân khấu nhất định phải có Diệp Linh Linh mới có thể tiếp tục xuống. Hơn nữa Diệp Linh Linh trên người thiên mệnh mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Hướng Khổng Tước, Broly hét lớn một tiếng. Sau đó đột nhiên nhảy lên, hai tay vung vẩy trở thành tàn ảnh, vô số màu đỏ thẫm hỏa cầu xuất hiện, chặn Đái Mộc Bạch ba người, cũng thành công đem đường Tam Lam Ngân Thảo xé rách. Chu Trúc Thanh biết một chiêu này không thể đón đỡ, Phú Giang có thể đón đỡ là bởi vì hắn là Phú Giang. Nàng vẫn là hết sức tự biết mình, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng xem như đi đường tắt, cơ hồ không có thể nghiệm qua hấp thu hồn hoàn đau đớn. Cho nên Chu Trúc Thanh vô cùng thanh tỉnh. Nàng đánh một chút phổ thông hồn sư còn tốt, đánh Broly loại này cấp bậc gia hỏa. Nàng còn không có sống đủ đâu. Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một vòng bạo ngược, hắn chỉ là suy tư trong nháy mắt, liền lựa chọn lui lại, hắn cũng không phải đồ đần, Broly thế nhưng là lại nhiều lần đem Phú Giang đánh lui quái vật. Mã Hồng Tuấn hết sức đầu sắt, ỷ vào chính mình võ hồn, muốn xông qua vô số hỏa cầu che chắn. Một quả hỏa cầu rơi vào Mã Hồng Tuấn cánh phía trên, trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn cánh đánh gãy, Mã Hồng Tuấn cũng miệng phun tiên huyết, thẳng tắp bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Susanoo cự kiếm cũng rơi xuống. Giống như trời nghiêng hắc sắc cự kiếm rơi vào Hyuga kính đám người trước mặt, Kimimaro bước đầu tiên bước ra, dày đặc cốt rừng xuất hiện ở trước mặt của hắn, tạo thành một mặt cực lớn tấm chắn, chặn chuôi này hắc sắc cự kiếm. Một cỗ tử vong chi lực tại hắc sắc cự kiếm phía trên lan tràn, nhưng mà hắc sắc cự kiếm một bên bị ăn mòn, một bên lại có mới hồn lực bổ khuyết, nhìn qua căn bản là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Cầu đạo ngọc, Hyuga mặt kính phía trước màu đen viên cầu đột nhiên bắn tới, đối với cái kia màu đen cự kiếm căn bản nhìn như không thấy, hơn nữa không có chút nào trở lực xuyên thấu thanh cự kiếm kia. Tiên pháp, tự nhiên chi lực, chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, sau đó trong võ đài đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện một cái thân hình cực lớn nham thổ cự nhân. Đối với loại công kích này, Phú Giang tựa hồ có chút chẳng thèm ngó tới, chỉ là lách mình tránh thoát cái kia cầu đạo ngọc công kích, sau đó tiện tay nhất kích, trực tiếp đem cái kia to lớn nham thổ cự nhân chém ngang lưng. Nhưng mà rất nhanh liền có mới nham thổ bổ túc tới, cảm giác giống như một cái không giết chết như người khổng lồ. Cũng may mắn cái lôi đài này đủ lớn, bằng không thì thật đúng là không chắc chắn có thể đủ chịu tải ở. Kim Luân chuyển sinh bảo, kèm theo Hyuga kính quát khẽ. Phú Giang Susanoo trong nháy mắt xảy ra nổ tung to lớn,
nguyên nhân nhưng là một đạo màu vàng ánh sáng hung tợn chém vào Susanoo phía trên. Ngạ quỷ đảo, Phú Giang khẽ quát một tiếng, chung quanh dần dần tiêu tán hồn lực bị hắn trực tiếp hấp thu, sau đó Susanoo vung vẩy cự kiếm, lần này mục tiêu của hắn là Kimimaro muốn lần nữa ngăn tại trước mặt, thế nhưng là bị đột nhiên xuất hiện một vệt sáng hốc bay mấy mét xa. Là Phú Giang Tô La pháo, hắc sắc cự kiếm thông suốt cắt ra nham thổ cự nhân, tựa hồ lập tức liền phải rơi vào đỉnh đầu. Một màn này để bảo hộ ở Diệp Linh Linh bên người Độc Cô Nhạn tim đập rộn lên, nàng bản năng muốn xông tới hỗ trợ, nhưng mà nàng cũng minh bạch, bằng vào lực lượng của mình, đi qua chính là thêm phiền, còn muốn cho bảo vệ mình. Mà lúc này đang quan chiến trên tiệc Độc Cô Bác nhưng là khẩn trương bàn tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem trước mặt hàng rào đá cẩm thạch bóp nát. Tiên pháp, hóa long chi thuật, hai tay một mực chắp tay trước ngực, kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống, cả người hắn hình dạng xảy ra biến hóa cực lớn, màu tím nhãn ảnh, tái nhợt làn da, khóe mắt mang theo hơi có vẻ đáng sợ lân phiến, đỉnh đầu đã lộ ra hai cái sừng rồng. Hắc sắc cự kiếm ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem đập trở thành thịt nát. Thấy vậy, Độc Cô Nhạn con ngươi hơi co lại, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng hiện lên, cả người cũng giống như đã mất đi khí lực, trên người hồn lực đều có chút mất khống chế. Độc Cô Bác trên thân bạo phát ra cực lớn sát ý, hắn nhìn chòng chọc vào Phú Giang, mặc dù hắn một mực tại trên miệng giáo huấn, nhưng mà hắn cũng biết, cháu gái này tế hết sức ưu tú, thậm chí có thể nói là ngàn năm hiếm thấy, tương lai có thể sẽ đột phá trăm cấp tồn tại. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng mặc dù không có nhìn ra mờ ám gì, nhưng mà nàng tuyệt đối không tin một vị thần kiểm tra giả cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Mộng Thần Cơ ánh mắt đều phải trợn lồi ra, tròng trắng mắt phía trên tràn đầy tơ máu, một hơi ngăn ở ngực, chậm chạp lên không nổi, cũng xuống không đi. Chương 218, một chiêu kia, cái kia bầy tự biến thành thịt nát lúc này chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng tụ lại với nhau. Thấy cảnh này, Độc Cô Nhạn cái kia nguyên bản tĩnh mịch trong mắt lóe lên một vòng thần thái, nàng tràn ngập hy vọng nhìn xem đống kia nhúc nhích ở chung với nhau thịt nát. Đúng vậy a, nắm giữ lực lượng như vậy, làm sao lại dễ dàng như vậy chết đi. Cuối cùng đống kia thịt nát đã biến thành bộ dáng, loại này khởi tử hoàn sinh thủ đoạn dẫn tới vô số người kinh hô. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lộ ra quả là thế thần sắc, sau đó liền tiếp theo lặng lặng nhìn. Nàng cũng không cảm thấy trận chiến đấu này sẽ như vậy dễ dàng kết thúc. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông, lơ đãng ở giữa thấy được lúc này chính mình cái kia đệ tử giỏi, Uchiha Itachi. Khi nàng nhìn thấy chính mình đệ tử giỏi đang suy nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng Thủy Băng Nhi thời điểm, nàng cảm giác chán có chút ngất đi, nếu như không phải hiện giờ không phải lúc, nàng thật quyết định như vậy hảo giáo huấn Uchiha Itachi một trận. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu lần nữa bạo phát. Phú Giang trên người Susanoo ầm vang bị phá ra một cái động lớn, mà hết thảy này kẻ đầu tiêu là toàn thân tản ra màu lam hơi nước Rock Lee. Nhìn thấy Rock Lee đột nhiên nhất kích liền đem cái kia đáng sợ Susanoo phá vỡ, đám người hét lên kinh ngạc, tại bình thường thính phòng bên trong thiên đạo lưu nheo lại đôi mắt, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được cái kia Susanoo lực phòng ngự, ngưng kết thành thực chất đặc thù hồn lực, thậm chí có thể tính là thần lực. Loại này cấp bậc sức mạnh vậy mà cũng sẽ bị đánh vỡ. Xem ra bát môn độn giáp chi trận so với hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Hắn thậm chí không có từ cái kia đánh tan phá Susanoo trong công kích nhìn ra bất kỳ thần lực, thậm chí ngay cả hồn lực cũng không có, đó chính là đơn thuần nhục thể đập không khí bộc phát ra nhất kích. Điều này cũng làm cho thiên đạo lưu nhìn ra nhân loại lực lượng bản thân. Cực lớn Susanoo bắt đầu tự lành, số lớn hồn lực bổ sung đi lên, Susanoo khôi phục như lúc ban đầu. Đây chỉ là nửa người Susanoo, bất luận là lực công kích hay là lực phòng ngự đều xa xa không bằng toàn bộ hình thái uy trang Susanoo. Cho nên bị phá vỡ cũng là chuyện trong dự liệu, Phú Giang dùng ra một chiêu này, chỉ là muốn kiếm lấy thiên mệnh mà thôi. Dù sao một chiêu này đầy đủ hoa lệ, lúc này Rock Lee đã bắt đầu thở hồng hộc, trên người màu lam hơi nước cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Xem bộ dáng là bộc phát kỳ sắp trôi qua. Đã bị đá xuống lôi đài đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau, lại nhìn một chút đối phương trên mặt dấu dày, không khỏi hết sức ăn ý quay đầu sang chỗ khác. Bọn hắn nhưng không có Chu Trúc Thanh không gian hệ hồn cốt, có thể tùy ý thuấn di. Rock Lee chính là công cao, tốc cao siêu cấp thích khách. Nếu như không phải là vì bảo hộ Diệp Linh Linh,
lúc này Robly đã đem trên sân ngoại trừ Phú Giang bên ngoài tất cả Sử Lai Khắc học viện người, toàn bộ đá xuống đi. Dù là Chu Trúc Thanh nắm giữ không gian hệ hồn cốt, nàng tránh né cũng là miễn cưỡng đào mệnh mà thôi. Đốt mệnh kỹ năng, Phú Giang nhìn về phía Robly, mở miệng đánh giá một câu, sắc mặt 10 phần khinh thường, sau đó hai con ngươi bộc phát ra một cổ vô hình ba động, thần La Thiên Trinh trong nháy mắt phóng thích, mà lại là mượn từ Susanu thả ra, uy lực so với bản thân hắn thả ra còn mạnh mẽ hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Hyuga kính, Kimimaro, ba người đều bị đẩy lùi. Susanu cùng nói là một cái công kích hoặc phòng ngự kỹ năng, không bằng nói là một cái cường hóa kỹ năng. Bất luận cái gì từ Susanu thả ra thuật, uy lực đều sẽ hiện lên cấp số nhân tăng thêm. Dừng ở đây rồi, Phú Giang mở miệng nói, sau đó hai tay kết ấn, Susanu hai tay cũng đồng thời kết ấn. Làm cho người hoa cả mắt khác ở Phú Giang trong tay, tại Susanu trong tay không ngừng xuất hiện, giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, cực lớn màu đen Susanu trong miệng phun ra lượng lớn hỏa diễm, phảng phất muốn đem bầu trời đều đốt nứt đồng dạng, để cho người ta trong lòng run sợ. Người bình thường đối với hồn sư sức mạnh càng thêm kính sợ, mà hồn sư đối với thiên tài cùng phổ thông hồn sư ở giữa nhận thức cũng càng thêm rõ ràng. Chắn trước mặt mọi người, hắn không nói gì, chỉ là đưa tay an ủi hướng đại địa. Bên trên đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo dày càng 5 mét cực lớn tường đất, dường như là muốn dựa vào cái này đến ngăn chờ một mảnh kia biển lửa. Sau đó lần nữa đưa tay an ủi hướng về phía cái kia to lớn tường đất. Tường đất trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một đạo 5 mét dày tường nước, hỏa cùng thủy va chạm, hỏa diễm bốc hơi nước hình thành hơi nước, thủy cũng đồng dạng tưới tắt hỏa diễm. Nhưng mà tại một mảnh kia hơi nước phía dưới, là vô tận sát cơ, một thanh hắc sắc cự kiếm thiêu đốt lên đáng sợ ngọn lửa màu đen thẳng tắp hướng về phía đánh tới. Lần này lựa chọn trốn tránh, không dám để cho ngọn lửa màu đen kia dính vào chút điểm. Dùng một chiêu kia a, Hyuga kính âm thanh xuất hiện, cũng làm cho Phú Giang thế công bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Phú Giang vậy mà chậm rãi thu hồi Susanu cự kiếm, lạnh lùng nhìn xem Hyuga kính, Kimimaro ba người. Mà Đường Tam bọn người nhìn thấy Phú Giang dừng lại, bọn hắn cũng đều ngừng lại, chỉ là Đường Tam cũng không hề hoàn toàn dừng lại, dưới đất có mấy cái lam ngân thảo đang chậm rãi lớn lên. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi sức mạnh. Phú Giang âm thanh lạnh lùng nói, vẻ kiêu ngạo căn bản là không có che giấu, điều này cũng làm cho bên ngoài sân đám người lần nữa thấy được Phú Giang sức mạnh cùng ngạo mạn. Ngạo mạn là cần sức mạnh để duy trì, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Phú Giang có phần thực lực này tới ngạo mạn. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Phú Giang bộ kia ngạo mạn bộ dáng, nghĩ đến chồn sóc cái kia ôn nhuận như gió bộ dáng, nàng cảm giác có chút ngoan ngoãn. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng không nói lời nào. Bây giờ Phú Giang sức chiến đấu đã vượt qua hồn đấu la, đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, hơn nữa liền xem như phong hào đấu la, cũng không phải tất cả phong hào đấu la đều có Phú Giang loại uy thế này. Nếu để cho Phú Giang trưởng thành lên thành phong hào đấu la, Bỉ Bỉ Đông còn thật sự có chút không dám tưởng tượng. Ngọc Nguyên Trấn đứng tại đại sư Ngọc Tiểu Cương trước người, nhìn xem Phú Giang bộ kia cuồng ngạo bộ dáng, không khỏi cười lên ha hả. Đứa nhỏ này thật giống ta nhóm gia tộc người, Ngọc Nguyên Trấn nói, sau đó liếc qua Ngọc Thiên Vân, nhìn thấy Ngọc Thiên Vân trong mắt kia tràn đầy ngôi sao bộ dáng sau đó, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn sợ nhất Ngọc Thiên Vân người này xảy ra vấn đề, dù sao Ngọc Thiên Vân là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất khâu, cũng không thể xảy ra vấn đề. Đối với Ngọc Nguyên Trấn lời nói, đại sư không có đi tiếp, hắn cũng không biết nên nói gì. Thất Bảo Lưu Ly Tông ghế. Chữ Phong Chí híp mắt lại, hắn biết Hyuga kính trong miệng một chiêu kia là cái gì. Thậm chí nàng cũng tận mắt nhìn đến qua một chiêu kia sức mạnh, mạnh như kiếm đấu la Trần Tâm, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chữ Phong Chí thực sự là không thể tin được, mấy cái liền hồn đế đều không phải là hồn sư liên hợp lại, vậy mà bạo phát ra siêu việt 96 cường công hệ phong hào đấu la sức mạnh. Thiên đấu hoàng nhà học viện quan chiến chỗ ngồi. Mộng Thần Cơ hai tay nắm chặt trước mặt rào chắn, một gương mặt mo phía trên tràn đầy vẻ kích động. Hắn sẽ mới gặp lại sức mạnh đáng sợ đó. Tuyết Thanh Hà trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ánh mắt của nàng một mực đặt ở Hyuga kính trên thân, nhìn xem Hyuga kính lúc này trạng thái, trong lòng có chút khẩn trương. Nàng mặc dù là thiên chi kiêu tử,
tiên thiên hồn lực 20 cấp, nhưng mà thực lực của nàng nhưng lại xa xa không bằng Hyuga kính, nàng lại có chút tự ti. Tự ti, loại tâm tình này là không nên xuất hiện tại Tuyết Thanh Hà, không. Thiên nhận tuyết trên thân, chương 219, một phút cùng một giây, bát môn độn giáp chi trận, để bát môn, tử môn, mở, kèm theo rốc ly gầm thét, ngất trời huyết sắc hơi nước xuất hiện ở trước mắt người đời, tất cả mọi người đều bị cái kia đáng sợ khí thế chấn kinh. Trong đó thậm chí bao gồm thiên đạo lưu, hắn lúc này con mắt trợn to, nguyên bản tự nhiên thần sắc hỏa ai biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một bộ chấn kinh tới cực điểm bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông trong tay giáo hoàng quyền trưởng đang run rẩy, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là vì áp chế sát ý trong lòng. Cỗ lực lượng này, đã hoàn toàn không kém hơn phong hào đấu la. Một cái nho nhỏ hồn tông bộc phát ra phong hào đấu la cấp bậc sức mạnh, cái này khiến trong nội tâm nàng suy nghĩ đại loạn. Nàng mặc dù biết bát môn độn giáp chi trận cần cực lớn nghị lực, cho dù là phong hào đấu la đều không nhất định có đáng sợ như vậy cũng nghị lực. Nhưng mà người trên thế giới này có rất nhiều, lúc nào cũng sẽ có một số người nắm giữ như vậy nghị lực. Đối với Vũ Hồn Điện tới nói, đây là một cái lớn vô cùng biến số. Không thể kéo dài được nữa. Trong vòng 10 năm, nhất thiết phải hoàn thành nàng kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Lúc này trên sân Phú Giang trực tiếp hủy bỏ chính mình Susanu, sau đó chắp tay trước ngực, cuối cùng 10 ngón giao nhau. Lúc này Phú Giang cũng không có cái gì khí thế cường đại. Hết thảy tất cả đều nội liễm. Hyuga kính hai con ngươi thả ra thần quang, cuối cùng đem cả người hắn thôn phệ. Đồng thời thôn phệ, còn có cùng Kimimaro. Thế vậy, Phú Giang vừa định phát động công kích, lại bị đột nhiên xuất hiện Rốc Ly đánh gãy. Tịch tượng, nhất đủ, kèm theo Rốc Ly quát khẽ một tiếng, đồng thời huy quyền, một đạo đáng sợ vô hình khí trụ xuất hiện. Đạo kia khí trụ không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, nhưng mà thanh thế lại là vạn phần kinh người. Phú Giang trực tiếp bị cái kia đột nhiên xuất hiện khí trụ áp chế, thất khiếu chảy máu bộ dáng có chút kinh khủng, đồng thời trên lôi đài cũng xuất hiện một cái hố, cái kia cái hố chính là vô hình kia khí trụ tạo thành. Lúc này Phú Giang cư nhiên bị áp chế không thể động đậy, hơn nữa nhìn dầu Giang thất khiếu chảy máu bộ dáng, lại còn bị thương. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng liều lĩnh xông về Rốc Ly. Hồn cốt bị nàng thôi phát đến cực hạn, nhưng mà vào lúc này Rốc Ly trong mắt, căn bản vốn không có một điểm uy hiếp. Đệ tứ hồn kỹ, U Minh ảnh phân thân. Đệ tam hồn kỹ, U Minh trảm. Bốn cái Chu Trúc Thanh trong nháy mắt xuất hiện, trên người hai cái vạn năm hồn hoàn lập lòe tia sáng. Lúc này nàng lực bộc phát hoàn toàn thắng được hồn vương, thậm chí vượt qua đại bộ phận phần lớn cường công hệ hồn đế. Rốc Ly liền nhìn cũng không có nhìn Chu Trúc Thanh một mắt, chỉ là đột nhiên phất tay. Một đạo không có chút nào hồn lực đáng sợ gió lốc liền xuất hiện, cuốn lên giữa không trung không chỗ mượn lực Chu Trúc Thanh, thẳng tắp bay về phía bên ngoài sân. Thế vậy, Đường Tam vội vàng triệu hoán Lam Ngân Thảo, muốn mượn bay ra Chu Trúc Thanh. Nhưng mà Lam Ngân Thảo còn không có tiếp xúc đến Chu Trúc Thanh, liền bị cái kia cỗ gió lốc xé rách. Ngay tại Chu Trúc Thanh sắp ngã thành thịt nát thời điểm, Phú Giang động. Thần huy. Tại Chu Trúc Thanh trên thân đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy hình dáng vặn vẹo không gian, sau đó Chu Trúc Thanh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại đạo kia đáng sợ gió lốc xông về thính phòng. Thế vậy, cuộc đấu la lập tức vọt tới cái kia cỗ gió lốc trước mặt, tế ra võ hồn, sử dụng hồn lực cưỡng ép đỡ được cái này đáng sợ gió lốc. Mạnh như cuộc đấu la, cũng là bị đẩy lui mấy bước. Đối mặt đáng sợ tịch tưởng, Phú Giang không có lựa chọn tiếp tục sử dụng thần huy. Mặc dù bây giờ sử dụng thần huy là phương pháp hữu hiệu nhất, nhưng mà không phù hợp hắn người thiết lập. Toàn thân của hắn đều đang run rẩy, sau đó một cỗ lôi quang từ hắn thể nội tuôn ra, giống như áo giáp đồng dạng, cũng thành công chống lại cái kia đáng sợ tịch tượng. Nhị đủ, Rốc Ly lần nữa mở miệng nói, sau đó lại là một quyền này trực tiếp đem Phú Giang ngẩng lên eo. Trên người lôi độn áo giáp lúc này cũng tại đôm đốc vang rồi. Phú Giang run rẩy giơ tay lên, sau đó một cái tạo hình khoa trương tu la pháo xuất hiện. Tu la chi công, kèm theo Phú Giang quát khẽ, tu la pháo phía trên lam quang lấp lóe, sau đó đột nhiên bộc phát. Một đạo vượt qua vận tốc âm thanh cột sáng xuất hiện, nhưng cũng không có đánh vào Rốc Ly trên thân. Rốc Ly bằng vào siêu cao tốc độ di chuyển, trực tiếp tránh khỏi. Lần này Rốc Ly cũng không có lần nữa sử dụng cái kia cường đại công kích, rõ ràng là có chút không đủ lực.
Tại bên bờ lôi đài, Diệp Linh Linh trong mắt chảy nước mắt, trong tay không biển chết đường không ngừng phóng thích tia sáng, nhưng mà nàng trị liệu tốc độ căn bản là không có Rockly bị tổn thương tốc độ nhanh. Ta sẽ ngăn cản ngươi một phút thời gian, tại một phút này bên trong, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta bước qua một bước. Rockly âm thanh khàn khàn, rõ ràng là dây thanh nhận được tổn thương, trên thân bộc phát ra nhiệt độ siêu cao lượng để hắn cái kia thân thiên đấu hoàng nhà học viện chiến đội đồng phục của đội đều bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ còn lại một đầu quần dài, đồng thời trên thân cũng xuất hiện giống như chảy xuôi nham tương đỏ thẫm đường vân, làn da trở nên cháy đen, rạn nứt. Thấy vậy, Phú Giang cũng ngừng thủ đoạn công kích, hắn liếc mắt nhìn nơi xa không ngừng trị liệu Rockly Diệp Linh Linh, cũng không có lựa chọn đi công kích Diệp Linh Linh, mà là lựa chọn liền đứng ở nơi đó. Bát môn độn giáp chi trận, danh bất hư truyền, có cựu tâm hải đường tồn tại, có lẽ ngươi sẽ không chết. Phú Giang khắp đầu tư lý lấy ra một khối khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu trên mặt mình dấu vết, rất nhanh, gương mặt xinh đẹp đó chứng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy, Sử Lai Khắc học viện quan chiến trên tiệc. Đại sư nhíu mày, nhưng cuối cùng thở dài một hơi, trong lòng của hắn cảm thấy Phú Giang cỗ này ngạo khí thật sự là bất lợi cho Phú Giang phát triển. Rõ ràng Phú Giang chỉ cần sử dụng thủ đoạn đem Diệp Linh Linh đánh bại, Rockly cái này lực bộc phát cường hoành thu phát điểm trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Nhìn Rockly bộ dáng kia, không còn cửu tâm hải đường trị liệu, kinh khủng trong khoảnh khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ngọc Nguyên Trấn cũng toát toát răng thịt, Lam Điện Phách Vương Long mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không thể kiêu ngạo thành bộ dáng này. Thiên đấu hoàng nhà học viện quan chiến chỗ ngồi, Mộng Thần Cơ thở dài một hơi, đồng thời cũng vì Phú Giang hành vi cảm thấy một tia sợ hãi. Phú Giang làm như vậy, hoàn toàn chính là đối với hắn thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, dù là chờ một phút, ít hôm nữa hướng kính đám người võ hồn dung hợp kỹ năng phóng xuất ra, hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này Mộng Thần Cơ có chút hối hận, đồng thời càng thêm thống hận Tuyết Tinh Thân Vương, vốn là trận chiến đấu này căn bản không cần phát sinh. Thậm chí nói không chừng lần này võ hồn dung hợp kỹ năng, còn có thể thêm ra sức mạnh của một người, thêm ra một phần uy lực. Vũ Hồn Điện quan chiến ghế, Bỉ Bỉ Đông đối với Phú Giang hành động cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc, nàng đã từ chồn sóc nơi đó tháo qua Phú Giang, cũng biết Phú Giang kiêu ngạo. Như thế kiêu ngạo, thậm chí là cuồng ngạo Phú Giang, đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, cũng không tính là một cái tin tức xấu, chỉ cần có rõ ràng tính cách khuyết điểm, vậy nàng liền có lòng tin để Phú Giang vì nàng sử dụng. Thiên Đạo Lưu híp mắt lại, hắn vừa mới đại não cấp tốc vận chuyển, tính toán một chút Rockly phát ra cái kia hai chiêu tịch tượng. Coi như hắn, nếu như không vận dụng hồn lực mà nói, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh thành một bãi thịt nát. Nhưng mà Phú Giang chỉ là thất khiếu chảy máu, cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Cái này khiến hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hơn nữa coi như dùng tới hồn lực ngăn cản, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Thân là cấp 99 tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu, vậy mà từ một cái nho nhỏ hồn tông trên thân cảm thấy nguy hiểm. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, bất luận đối với Thiên Đạo Lưu bản thân, vẫn là đối với Rockly, đều không phải là một tin tức tốt. Bất qua Thiên Đạo Lưu cũng nhìn ra một chiêu này khuyết điểm. Nếu như không phải cái kia nắm giữ cựu tâm hải đường võ hồn tiểu cô nương ở nơi nào không ngừng trị liệu Rockly, chỉ sợ Rockly vừa mới mở ra tám môn, liền sẽ bạo thể mà chết. Còn một phút, một giây đều quá sức. Chương 220, Đông, Rockly da trên người dần dần rụng, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, chuẩn xác mà nói, là chỉ có thịt, không có máu. Cựu tâm hải đường tia sáng không ngừng nở rộ, nhưng mà vẫn như cũng ngăn không được Rockly thương thế trên người tăng thêm, trừ phi Rockly đóng lại bát môn độn giáp, bằng không thì hắn là nhất định sẽ chết. Vì một hồi cái gọi là thắng lợi, trả giá sinh mệnh của mình, thật sự đáng giá không? Phú Giang cũng không có lên tiếng để Rockly đóng lại bát môn độn giáp, hắn còn nghĩ dựa vào Rockly kiếm lấy một đợt thiên mệnh đâu. Nghe vậy, Rockly thần sắc kiên nghị, chỉ là bộ kia da chóc thịt bong, cháy đen thân thể bộ dáng thật sự là kinh khủng. Không có cái gì đáng giá cùng không đáng, đây chỉ là lựa chọn của ta mà thôi. Rockly âm thanh khàn khàn vô cùng, phảng phất là không có bôi dầu làm trơn ổ trục đồng dạng, âm thanh chói tai để cho người ta toàn thân không thoải mái. Phảng phất đặt mình vào hắc ám. Người phải chết, cựu tâm hải đường đều không chắc chắn có thể cứu lại được. Phú Giang tiếp tục nói, hắn hơi hơi híp mắt lại, tại luân hồi nhãn phía dưới,
bất luận người nào sinh mệnh cũng là một con số, hắn có thể thấy được, chính mình cỗ này phân thân sinh mệnh đã giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Diệp Linh Linh trên gương mặt tràn đầy nước mắt, thậm chí còn có nước mũi, nàng cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống trị liệu của mình, nhưng mà nàng cũng không có lên tiếng khuyên can Rockly. Nàng giải Rockly, biết Rockly trong lòng kiên trì, càng thêm biết Rockly ý nghĩ trong lòng, nàng chỉ có thể yên lặng ủng hộ, bởi vì nàng biết, chính mình không cách nào dao động Rockly trong lòng kiên trì. Nếu như không phải phần này kiên trì, Rockly cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ. Diệp Linh Linh là biết bát môn độn giáp chi trận tu hành điều kiện, luôn luôn đều không thể nới trễ, hơn nữa đối với thân thể tổn thương thật sự là quá lớn, dù là có chính mình cửu tâm hải đường, Rockly cũng là thường xuyên tiến vào sắp chết trạng thái. Tử vong vốn là không thể tránh khỏi, hơn nữa chính là bởi vì có tử vong tồn tại, sinh mệnh mới có thể nắm giữ ý nghĩa, không phải sao? Rockly nói chuyện, trì hoãn thời gian, trong cổ họng toát ra khói đen, âm thanh khàn khàn vô cùng, thậm chí đã có chút không cách nào nói chuyện. Nghe được Rockly mà nói sau, tại chỗ tất cả người xem đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Rockly cái kia có thể xưng chật vật không chịu nổi thân ảnh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xúc động. Giải trừ bát môn độn giáp A, ta tán thành ngươi, ta sẽ chờ một phút. Giống như ngươi vậy người, không phải liền như vậy chào cảm ơn. Phú Giang âm thanh rơi xuống, cũng lần nữa khiến mọi người thấy được Uchiha cuồng ngạo. Sau đó Phú Giang ngồi xếp bằng, đóng lại hai con ngươi, lẳng lặng khôi phục thể lực. Thấy vậy, Rockly chần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng lựa chọn đóng lại bát môn độn giáp. Làm hắn đóng lại bát môn độn giáp sau đó, Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường sức mạnh ầm vang bộc phát. Rockly trên thân một lần nữa dài ra da thịt, gãy lìa xương cốt cũng khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng cỗ hết sạch sức lực cảm giác cũng không có tiêu thất. Rockly trực tiếp thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đối với bát môn độn giáp chi trận bí thuật này có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Bọn hắn sẽ không bao giờ lại khinh thị Rockly. Một chút nhãn lực rất tốt người cũng có thể nhìn ra, Rockly căn bản là không có phát huy ra bát môn độn giáp chi trận toàn bộ uy lực. Nhưng chính là cái này không có phát huy ra toàn bộ uy lực Rockly, vẫn như cũng chỉ dùng hai quyền liền chấn áp không ai bì nổi Uchiha Phú Giang. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Rockly thân ảnh ngã xuống kia, trong lòng lên một chút tâm tư, thế là nàng nhìn về phía Diệp Linh Linh, không chết tông truyền nhân. Cửu tâm hải đường A, mặc dù thủ đoạn hèn hạ, nhưng mà người thành đại sự không câu nể tiểu tiết. Bỉ Bỉ Đông đã quyết định, phải dùng Diệp Linh Linh tới uy hiếp Rockly. Nàng hiểu rõ vô cùng ở độ tuổi này thiếu niên người, vì cái gọi là tình yêu có thể nhiệt huyết xông lên đầu, liều lĩnh. Sau đó Bỉ Bỉ Đông vừa nhìn về phía cái kia từ Hyuga kính biến thành chùm sáng, đồng thời thôn phệ cùng Kimimaro hai đại thần kiểm tra giả chùm sáng. Nếu như không phải Bỉ Bỉ Đông biết cái này võ hồn dung hợp kỹ năng là từ Hyuga kính chủ đạo sử dụng, hơn nữa có thể dung hợp hết thảy võ hồn, nàng cũng đã quyết định liều lĩnh giết chết Hyuga kính đám người. Ba vị thần kiểm tra giả võ hồn dung hợp kỹ năng, suy nghĩ một chút đều cảm giác không rét mà run. Đồng thời, thiên đấu hoàng nhà học viện quan chiến chỗ ngồi. Tuyết Thanh Hà nheo lại đôi mắt, trong lòng của nàng tuôn ra sát ý, nhằm vào Phú Giang sát ý. Uchiha Itachi là vũ hồn điện thánh tử, tương lai giáo hoàng hữu lực người cạnh tranh, nàng mặc dù nắm giữ cung phụng điện ủng hộ, nhưng mà thế giới này là dùng thực lực nói chuyện. Uchiha Phú Giang cường đại như thế, huynh trưởng của hắn Uchiha Itachi chỉ có thể mạnh hơn hắn, không thể so với hắn yếu hơn. Nói thật, Tuyết Thanh Hà lúc này tuyệt đối không có chắc chắn chiến thắng Uchiha Phú Giang. Bất qua nghĩ đến Uchiha Itachi cùng Uchiha Phú Giang bực này thiên phú, tất nhiên sẽ đột phá trăm cấp, trở thành thần minh, đến lúc đó bọn hắn liền muốn rời khỏi đấu la đại lục. Bất qua cái này vẫn như cũ có chút không an toàn. Dù cho chính mình có Hyuga kính tương trợ, Tuyết Thanh Hà trong lòng cũng vẫn như cũ có chút bồn chồn. Mộng Thần Cơ nhìn xem ngồi xếp bằng Phú Giang, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh. Tại trên lôi đài, chú Trúc Thanh từ Phú Giang sau lưng không gian vòng xoáy bên trong đi ra, nhìn thấy cái quang đoàn kia sau đó, bản năng muốn lên phía trước công kích, lại bị Phú Giang ngăn lại. Ta đáp ứng một người, tại đây đợi. Phú Giang âm thanh lạnh lùng nói, sau đó đóng lại hai con ngươi, bắt đầu yên lặng khôi phục hồn lực. Nghe vậy, Đường Tam cũng không có đột nhiên tập kích,
chỉ là tiếp tục tại dưới lôi đài chôn Lam Ngân Thảo. Oscar nhưng là không ngừng chế tạo lạp xưởng, phân phát cho những người khác khôi phục hồn lực. Ninh Vinh Vinh có chút lo lắng nhìn xem đối diện quang đoàn, nàng thật sợ mình tiểu xương cốt xảy ra vấn đề gì, nhìn Phú Giang bộ kia can đảm bộ dáng, có thể không hề giống là đã bị thương bộ dáng. Chu Trúc Thanh nhìn xem ngồi xếp bằng Phú Giang, trong lòng có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phú Giang, bất quá nàng lựa chọn đứng tại Phú Giang bên cạnh, một khi có cái gì tình huống, nàng cũng có thể thi triển hồn cốt kỹ năng, mang theo Phú Giang thuấn di rời đi. Mặc dù nàng biết mình điểm ấy không quan trọng, sức mạnh căn bản là không có cách trợ giúp Phú Giang, nhưng mà tâm ý của nàng là tốt. Hơn nữa nàng tin tưởng Phú Giang sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt. Nhìn xem một màn này, toàn bộ quan chiến chỗ ngồi lặng ngắt như tờ, bọn hắn đang chờ đợi viên kia quang đoàn động thái. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều hơi nhỏ không thiếu, một chút hồn sư đã bắt đầu ở trong lòng bình phán Hyuga kính cái này võ hồn dung hợp kỹ năng tai hại. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, một khi thật sự chiến đấu, cũng không phải mỗi một cái hồn sư đều sẽ giống Uchiha Phú Giang như thế chờ ngươi chuẩn bị xong. Chỉ có Thiên Đấu Hoàng nhà học viện Mộng Thần Cơ cùng Tuyết Thanh Hà, cùng với chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La Trần trong lòng biết đạo, một chiêu này là chuẩn bị thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Nếu như chỉ là vội vàng thi triển, lực lượng là không cách nào làm đến tối cường. Một phút tụ lực thời gian, đủ để cho bọn hắn sẽ vượt qua phổ thông phong hào đấu la cấp bậc sức mạnh. Lúc này, một phút thời gian rút cục đã trôi qua. Đông, một tiếng trầm trọng tiếng tim đập từ cái kia quang đoàn bên trong truyền ra, nương theo tiếng tim đập mà đến, còn có cái kia uy áp kinh khủng. Chương 221, thần, kèm theo cái kia kinh khủng tiếng tim đập, cái kia quang đoàn phía trên tia sáng cũng càng ngày càng cường đại. Cuối cùng cái kia quang đoàn ầm vang bộc phát, một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được khí tức xuất hiện ở trên lôi đài. Cỗ khí tức kia giống như là sắp chết tịch, sinh cơ, thần thánh ba cỗ khí tức nghiền nát, sau đó 10 phần thô bạo hỗn hợp với nhau đồng dạng. Phú Giang nhìn xem cái kia, bóng người. Một cái người khoác cốt giáp, vai cuốn bạch long mắt màu lam thân ảnh xuất hiện. Cốt giày mũi ủng chĩa xuống đất, vô tận tĩnh mịch chi ý trong nháy mắt bộc phát, lôi đài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phá diệt. Tử vong, liền không có sinh mệnh, tảng đá cùng bụi đất đều tại tử vong, mất đi bọn chúng bản thân ý nghĩa, có thể tưởng tượng được, thân ảnh này đến cùng là cường đại đến mức nào. Cuối cùng lấy thân ảnh kia mũi chân làm trung tâm, một cái hình tròn tử tịch chi địa xuất hiện. Vũ hồn điện quan chiến trên tiệc bỉ bỉ đông sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, thân thể đột nhiên run một cái, nàng đang sợ hãi, không, chuẩn xác mà nói là, thân thể của nàng đang sợ hãi. Phảng phất như gặp phải sinh mệnh thiên địch đồng dạng. Bất luận cái gì sinh mệnh đều hẳn là e ngại cỗ lực lượng kia, đây là khắc sâu tại sinh mệnh bản chất phía trên sợ hãi, căn bản là không có cách tránh. Nhưng mà bị bị đông rất nhanh liền khôi phục lại, tâm trí của nàng khác hẳn với thường nhân, cho nên rất nhanh liền vận dụng lực lượng của mình chế trụ thân thể sợ hãi. Uchiha Itachi híp mắt lại, hắn thậm chí ngay cả run rẩy không có run rẩy. Mà phần lớn người cũng là 10 phần không chịu nổi, có trực tiếp bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Mạnh như thiên đạo lưu cũng cảm thấy thân thể cứng ngắc, hắn là thiên sứ thần người hầu, biết thiên sứ lực lượng của thần, nhưng mà hắn cảm giác. Thiên sứ thần uy áp đều kém xa tít tắp cỗ này đáng sợ ba động. Ở đây cấp bậc sức mạnh bên trên chênh lệch, cũng không phải trên thực lực chênh lệch. Dừng ở đây rồi, cái kia bị thần quang che khuất khuôn mặt thân ảnh chậm rãi mở miệng nói. Âm thanh hùng hậu vô cùng, giống như thiên âm đồng dạng. Kèm theo thanh âm kia xuất hiện, quấn quanh ở thân ảnh kia bả vai cùng chỗ cánh tay bạch long đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ vô hình chi quang. Cầm tới vô hình chi quang trong khoảnh khắc liền hóa thành một tấm võng lớn, hướng về Phú Giang bọn người đánh tới. Thứ hai hồn kỹ, tiên hóa, đệ tam hồn kỹ, thần hóa, đệ tứ hồn kỹ, lôi hóa, đệ lục hồn kỹ, trời sập. Kèm theo Phú Giang trên thân hồn hoàn sáng lên, viên kia đỏ tươi màu đỏ hồn hoàn cũng phát ra thuộc về nó gầm thét. Bầu trời trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng mà vẫn như cũ có ánh sáng chiếu xuống. Tất cả mọi người hướng lên bầu trời nhìn lại, cũng không có phát hiện vật kỳ quái gì đó, nhưng mà bọn hắn lại có thể cảm thấy, đỉnh đầu có một cỗ lực lượng tại xoay quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Cái kia không màu lưỡi lớn trong nháy mắt không có tin tức biến mất.
phảng phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Phú Giang trên người kim hồng lam tam sắc áo khoác đột nhiên giống như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt, sau đó vậy mà ẩn ẩn nhiễm lên một tia màu đen. Quái lực, kim hào quyền, Phú Giang thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia như rất giống ma thân ảnh sau lưng, nhìn qua giản dị không màu mè nắm đấm ầm vang rơi xuống. Thân ảnh kia cũng không quay đầu, chỉ là trên bả vai bạch long cấp tốc biến lớn, trực tiếp đỡ được một quyền này. Một quyền này thậm chí cũng không có đối với đầu này bạch long tạo thành tổn thương gì. Thế vậy, Phú Giang cũng không có liền như vậy lui lại, mà là chắp tay trước ngực. Tiên pháp, lam độn quang nha. Phú Giang trong miệng thốt ra một đạo cực kỳ nhỏ màu xanh thẳm tia sáng, thẳng tắp chém về phía thân ảnh kia. Lần này thân ảnh kia cũng không có ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không có mục tiêu đầu kia màu xanh thẳm tia sáng trong nháy mắt xuyên thấu cái kia đủ để phòng ngự phong hào đấu la cấp bậc sức mạnh vòng phòng hộ, trực tiếp bắn tới vũ hồn điện tôn này pho tượng thiên sứ phía trên. Oanh, kèm theo từng tiếng tiếng vang, pho tượng thiên sứ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt trơn nhẵn vô cùng. Thế vậy, bị bị đông sắc mặt trong nháy mắt đen lại, mặc dù nàng vô cùng chán ghét cái này pho tượng thiên sứ, nhưng mà pho tượng này đại biểu cho vũ hồn điện mặt mũi. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông cũng không có ở đây phát tác, nàng nhất thiết phải tìm một cái cơ hội tốt, địa điểm thích hợp. Nhìn xem cái kia cự đại thiên sứ pho tượng vẫn lạc, vô số hồn sư hét lên kinh ngạc, ở trong lòng bọn hắn, vũ hồn điện chính là thánh địa, bây giờ thánh địa mang tính tiêu chí kiến trúc bị hủy, trong lòng bọn họ tức giận không thôi. Nhưng mà càng nhiều vẫn là sợ hãi cùng sợ hãi, vậy do Hyuga kính Kimimaro ba người làm ra võ hồn dung hợp kỹ năng trực tiếp để bọn hắn phần lớn người trong lòng sinh ra tâm tình sợ hãi. Ở trong lòng bọn hắn, thân ảnh kia đã coi như là tồn tại vô địch. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại vô địch, vẫn là bị Uchiha Phú Giang đánh lui. Bọn hắn muốn giận dữ mắng mỏ Uchiha Phú Giang, nhưng là lại nghĩ đến Uchiha Phú Giang cường đại. Hơn nữa vũ hồn điện giáo Hoàng Miện Hạ vẫn không nói gì, bọn hắn cũng không thể quá mau a. Lúc này, trên sân tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia bị thần quang che kín thân ảnh xuất hiện ở Phú Giang đỉnh đầu. Thân ảnh kia tựa hồ che đậy thái dương, vì đại địa mang đến một mảnh bóng dâm. Thế vậy, Phú Giang hơi sững sờ, sau đó lần nữa thi triển đệ lục hồn kỹ. Trời sập, một chiêu này có giống trầm mặc quy tắc hiệu quả, cũng là hắn hai cái đệ lục hồn kỹ bên trong một cái. Đây là hắn tại tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu phát hiện một cái 10 vạn năm hồn thú, cái kia hồn thú Phú Giang chưa từng gặp qua, cũng không có ở trên thư bổn nhìn thấy qua. Bất quá cái kia hồn thú quả thật là xuất hiện, cái kia hồn thú là một cái mắt to, tản ra cực kỳ khí tức tà ác. Cái này tên là trời sập hồn kỹ, chính là dùng để phá thu. Đối với Phú Giang tới nói, cũng coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn, dù sao hắn không hề thiếu công kích thủ đoạn. Hắn thiếu hụt là thủ đoạn mới mẻ, thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn này đặc thù để trong lòng của hắn hết sức hài lòng. Cho nên, hắn mới có thể lại nhiều lần sử dụng kỹ năng này, chính mình đối với chính mình thí nghiệm một chút thủ đoạn mới uy lực. Kèm theo trời sập phát ra, tại Phú Giang đỉnh đầu đạo thân ảnh kia trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cuồng mãnh khí thế đột nhiên bộc phát. Tựa hồ có một loại sắp mất khống chế cảm giác, nhìn thấy thân ảnh kia bộ dáng này. Bỉ Bỉ Đông nheo lại đôi mắt, Phú Giang hai lần sử dụng 10 vạn năm hồn kỹ, nhưng mà nàng lại không có nhìn thấy bất luận cái gì tính thực chất công kích. Theo lý thuyết, đòn công kích này là ẩn hình, hoặc có lẽ là vô hình, hẳn là có quan hệ với linh hồn cùng phương diện tinh thần công kích. Uchiha nhất tộc võ hồn Sharingan chính là tinh thông đạo này. Cuồng mãnh khí thế bộc phát, tĩnh mịch, sinh cơ, thần thánh, ba loại khí thế cường đại hỗn hợp lại cùng nhau. Rất có một loại 10 phần hỗn loạn cảm giác. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay giáo hoàng quyền trượng, khẽ nâng lên, sau đó vận đủ hồn lực, trực tiếp đem cái kia đáng sợ khí thế uy áp ngăn lại. Kiếm đấu la Trần Tâm cũng đứng ở chữ phong chí trước người, sắc mặt của hắn ngưng trọng, tựa hồ là đang lo lắng cái gì. Tuyết Thanh Hà song quyền nắm chặt, nàng tự nhiên có thể thấy được lúc này Hyuga kính đám người võ hồn dung hợp kỹ năng đã bắt đầu bạo động, rối loạn. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Ngọc Nguyên Trấn trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, chỉ là tại nụ cười kia phía dưới nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng không biết được. Chương 222, thời gian lực lượng, kèm theo Phú Giang hồn kỹ ba động,
trên bầu trời đạo thân ảnh kia đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gầm rú. A, thanh âm kia phảng phất là ba cái âm thanh trùng điệp đồng dạng, hết sức the thé, thậm chí tạo thành sóng âm, đem chung quanh tất cả pha lê chế phẩm toàn bộ chấn vỡ. Đồng thời đạo thân ảnh kia cũng bưng kín đầu lâu của mình, phảng phất nhận được cái gì cường đại công kích đồng dạng. Thế vậy, Phú Giang Thừa Thắng xông lên, trong tay không ngừng kết ấn, phảng phất tại chuẩn bị cái gì áo nghĩa đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông tại trên vị trí của mình híp mắt lại, nàng biết kết ấn càng là phức tạp, như vậy hồn kỹ uy lực thì càng cường đại. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, lúc này Phú Giang đã kết hơn 30 ấn, hơn nữa còn tại kết ấn. Bát quái phong ấn, Phú Giang khẽ quát một tiếng, sau đó trên bàn tay xuất hiện một cái phong chữ, trực tiếp vỗ vào thân ảnh kia trên ngực. Trong nháy mắt, thiên địa thời gian phảng phất bị giam cầm, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có thân ảnh kia trên ngực không ngừng du động màu đen minh văn đang lưu động, cuối cùng màu đen minh văn hóa thành một cái bát quái phong ấn, cứ như vậy thẳng tắp khắc ở thân ảnh kia trên ngực. Thân ảnh kia khí thế trên người dần dần yếu bớt, dường như là bị đồ vật gì đóng lại, bất quá nguyên nhân chính là như thế, thân ảnh kia cũng sẽ không phát ra không có ý nghĩa giống giận. Kẻ độc thần chết, thân ảnh kia hét lớn một tiếng, nơi ngực bát quái phong ấn trong nháy mắt bị phá rơi mất gần một nửa, đồng thời cái kia cỗ khí thế cường đại cũng dần dần quay về. Kèm theo thanh âm kia xuất hiện, giống như thần minh sức mạnh bình thường ầm vang bộc phát. Thần thánh cùng tĩnh mịch hỗ tương dung hợp, hóa thành một cây trường thương bị thân ảnh kia nắm trong tay. Trường thương như một đầu vào hải giao long đồng dạng, thẳng tắp đâm về phía Phú Giang. Phú Giang không có sơ suất trực tiếp biến mất ở tại chỗ, về tới trên lôi đài. Thế vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng cuối cùng nhìn ra cái này võ hồn dung hợp kỹ năng tai hại. Sức mạnh mạnh đến thái quá, nhưng mà quá mức ngạo mạn, thậm chí không cách nào làm đến tâm linh tương thông, dẫn đến mỗi lần phóng thích công kích đều có như vậy gần tới một giây chuẩn bị động tác. Cũng chính là phía trước dao động, cái này một giây bị Phú Giang bắt được cơ hội, cho nên lúc này thân ảnh kia lộ ra chật vật không chịu nổi như vậy. Mà Phú Giang lại là nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí còn tại thân ảnh kia trên ngực của thả ra bát quái phong ấn. Bỉ Bỉ Đông là biết cái này phong ấn thuật, nàng cũng học qua, bất quá cũng không tinh thông chính là. A, đáng chết, đáng chết, đáng chết, thân ảnh kia nổi giận, thần quang trên người cũng dần dần tán đi, lộ ra thân ảnh kia diện mạo vốn có. Toàn thân đều bị giữ tợn bá khi cốt giáp bao khỏa, trên người tĩnh mịch chi khí không ngừng hiện lên, cuối cùng hóa thành một đầu như hỏa diễm thiêu đốt xám trắng áo choàng. Mũ giáp chỗ mi tâm có một cái trơn bóng úy lam bảo thạch, tản ra thần thánh mênh mông khí tức, trên vai bạch long giống như con trai của tự nhiên, mỗi lần thổ tức đều có tượng trưng cho sinh mệnh oánh oánh lục quang xuất hiện. Đi chết đi, thân ảnh kia cảm xúc có chút không ổn định, trường thương trong tay bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Phú Giang không có đón đỡ, thậm chí hắn còn trực tiếp xuất hiện tại Chu Trúc Thanh bên cạnh, đem Chu Trúc Thanh chặn ngang ôm lấy, bay lên bầu trời. Đường Tam bọn người cách xa xôi, cho nên bọn hắn trực tiếp lựa chọn phục dụng Oscar phi hành ma cô chàng, đồng dạng bay về phía bầu trời. Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp khiêng hôn mê Rốc Ly nhảy xuống lôi đài, các nàng biết, đây cũng không phải là các nàng có thể tham dự chiến đấu, hơn nữa các nàng cũng biết, thân ảnh kia một khi nổi giận, đây chính là địch ta chẳng phân biệt được không ngừng công kích. Trường thương rơi xuống, cũng không có phát ra to lớn gì thanh thế. Chỉ là lôi đài đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái bóng loáng như gương hố tròn. Đúc thành lôi đài hòn đá chết, chết vô cùng triệt để. Thấy mặt cái kia bóng loáng như gương hố tròn, Đường Tam hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nếu như bọn hắn không có bay lên lời nói, vừa mới bọn hắn liền cho cốt cũng không tìm tới. Lúc này Chu Trúc Thanh tại Phú Giang, trong ngực thân thể cứng ngắc, đây vẫn là Phú Giang lần thứ nhất chủ động ôm nàng. Thật là lần thứ nhất. Chu Trúc Thanh thật chặt ôm lấy Phú Giang, khuôn mặt nhỏ chôn ở Phú Giang giữa cổ, nàng hưởng thụ giờ khắc này, dù cho bây giờ nàng cùng Phú Giang đối mặt với giống như thần minh một dạng địch nhân, nhưng mà nàng bây giờ lại có một loại ý nghĩ. Cứ như vậy chết ở Phú Giang trong ngực, kỳ thực cũng không tệ. Ngửi ngửi Phú Giang mùi trên người, Chu Trúc Thanh cảm thấy vô cùng yên tâm, thậm chí nhắm mắt lại. Đang quan chiến chỗ ngồi bên trong Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này, suýt chút nữa tại chỗ nổ tung, nhưng vẫn là trực tiếp xù lông. Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng lên, nàng muốn giận dữ mắng mỏ Chu Trúc Thanh, nhưng mà nghĩ đến bây giờ thân phận của mình,
cùng với Uchiha Itachi. Ánh mắt bỏ vào Tiểu Vũ trên thân, ánh mắt kia giống như thực chất đồng dạng, để Tiểu Vũ thân thể mềm mại chấn động, bản năng nhìn về phía vậy để cho nàng 10 phần bất an phương hướng. Tiểu Vũ thấy được Uchiha Itachi, sau đó lập tức ngồi xuống, đồng thời lợi dụng Liễu Nhị Long thân thể chặn chính mình, nàng trực tiếp xúc thành một đoàn, tựa hồ 10 phần sợ Uchiha Itachi. Nàng biết Uchiha Sharingan có thể nhìn thấu hết thảy, trên người mình phong ấn cũng bởi vậy bị Phú Giang gia cố qua, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng cũng không dám đi đánh cược. Giết, thân ảnh kia trên vai long đột nhiên bộc phát ra tiếng gào to, sau đó phun ra ra một đạo cực kỳ mảnh khảnh không màu tia sáng, tựa hồ cùng Phú Giang Lam độn quang nha rất giống nhau, nhưng trên bản chất nhưng là bất đồng. Cái kia tia sáng bị Phú Giang tránh thoát, trực tiếp đánh vào vừa mới khôi phục vòng phòng hộ phía trên. Vòng phòng hộ chậm rãi tiêu tan, cuối cùng quy về hư vô. Bị Lam độn quang nha phá hư vòng phòng hộ có thể bản thân chữa trị, nhưng mà bị đạo này không màu tia sáng bắn trúng, lại không cách nào tự động khôi phục, thậm chí ngay cả trên mặt đất bố trí vòng phòng hộ trận cước đều biến mất. Thời gian lực lượng, thiên đạo lưu trong lòng rụt rè kinh hô, khoan hậu đại thủ trực tiếp chào nát trước mặt rào chắn, cứng rắn đá cẩm thạch hóa thành bột phấn, theo khe hở theo gió lay động. Vô số người hét lên kinh ngạc, bởi vì vừa mới chú ý tới trận cước biến hóa đám người rõ ràng nhìn thấy, cái kia trận cước phảng phất bị thần minh điểm ra tốc đồng dạng, thời gian lực lượng ở phía trên di động, cuối cùng cái kia bền chắc không thể gãy trận cước bị thời gian ăn mòn. Trên thực tế đó cũng không phải thời gian nào sức mạnh, chỉ là đem cái kia trận cước sinh mệnh tước đoạt mà thôi. Phú Giang đối với thời gian lĩnh vực này chỉ là hơi có chút đọc lướt qua mà thôi, tuyệt đối không gọi được cái gì tinh thông, hơn nữa hắn cũng cần thông qua đạo cụ tới đọc lướt qua thời gian lĩnh vực này. Bất quá một chiêu này bề ngoài tuyệt đối là không có gì sánh kịp, vô số người ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ tham lam. Thời gian có thể gia tốc, đây cũng là mang ý nghĩa có thể giảm tốc, thậm chí có thể lùi lại. Thất Bảo Lưu Ly Tông quan chiến chỗ ngồi, chữ Phong Chí sắc mặt không có gì thay đổi, dù là hắn là Kimimaro chuẩn nhạc phụ, hắn cũng không biết một chiêu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng ba người, căn bản là không có cách giao lưu, thời thời khắc khắc lấy thần tự xưng, căn bản khinh thường tại cùng phàm nhân giao lưu. Hơn nữa công kích cũng là không ngừng công kích, nếu như không phải kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Rong, Bích Lân đấu la Độc Cô Bác cùng nhau ra tay, đoán chừng thiên đấu hoàng nhà học viện liền muốn hóa thành một mảnh tử vực. Thiên đấu hoàng nhà học viện quan chiến chỗ ngồi, mộng thần cơ trên ót hán liền không có dừng lại, hắn bây giờ có chút hối hận, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy vô số mơ ước ánh mắt, mặc dù thiên đấu đế quốc phi thường cường đại, nhưng mà muốn đính trụ áp lực như vậy, vẫn còn có chút phí sức. Mà lúc này Tuyết Thanh Hà lại là híp mắt lại, nàng biết lúc này Hyuga kính bọn người lúc này chỉ là bại lộ trong nội tâm tính chân thực cách. Thần thánh cùng cao ngạo bắt nguồn từ Hyuga kính, đến nỗi phẫn nộ cùng điên cuồng. Chương 223, Uế Thổ chuyển sinh, phá tà pháp ấn, Phú Giang một tay kết ấn, sau đó thân ảnh kia nơi ngực bát quái phong ấn đột nhiên bộc phát. Nếu như nói hắn trời nghiêng là trầm mặc, vậy một chiêu này phá tà pháp ấn, chính là xua tan. Trong nháy mắt, thân ảnh kia cứng ngắc lại, sau đó thân ảnh kia bạo phát ra quang đoàn. Quang đoàn chia ra làm ba, võ hồn dung hợp kỹ năng trong nháy mắt bị đánh tan. Hyuga kính quỳ một chân trên đất, Kimimaro đứng tại bóng loáng trên mặt đất, trên người cốt giáp 10 phần dữ tợn. Lúc này đã biến thành một đầu hình người bạch long. Mà lúc này Phú Giang cũng ôm Chu Trúc Thanh từ không trung rơi xuống. Lúc này Chu Trúc Thanh mới lưu luyến không rời từ Phú Giang trong ngực rời đi. Các ngươi bại, Phú Giang mở miệng nói, âm thanh trầm thấp mà giàu có tự tính, thậm chí còn mang tới một chút hồn lực. Nghe vậy, sững sờ, sau đó cái kia trương mang theo vảy trên gương mặt lộ ra thần sắc tức giận. Ta không có thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai cái long chào chắp tay trước ngực, hồn lực phun trào mà ra. Thấy vậy, quan chiến trên tiệc mộng thần cơ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn vừa định hô lên chịu thua lời nói, nhưng mà lại bị Tuyết Thanh Hà ngăn trở. Nhìn túi bộ dáng này, nếu như không để hắn phát tiết ra ngoài, đối với hắn sau này phát triển là 10 phần bất lợi. Đây là Tuyết Thanh Hà giảng giải, nhưng cái này cũng là Tuyết Thanh Hà âm mưu. Nàng tin tưởng, chỉ cần nữ nhân kia thấy được át chủ bài sau đó, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết.
Quế thổ chuyển sinh, lấy tên của thần, lệnh cưỡng chế, người chết trùng sinh, tái chiến xa trường, toàn thân cơ bắp căng cứng, lớn tiếng gào thét, kèm theo hắn gào thét, ở trước mặt hắn bóng loáng trên mặt đất, đột nhiên vượt trội mấy cái khối gỗ. Phảng phất có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng. Đông, 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 ba ngụm bằng gỗ quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa tới vô số người chú ý. Nhất là Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt của nàng dần dần trở nên nguy hiểm. Oanh, ba chiếc quan tài nắp quan tài đột nhiên ngã xuống, lộ ra đứng ở trong quan tài người. Làm quan tài nắp quan tài rơi xuống sau đó, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Trong đó thậm chí bao gồm tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu thần sắc ngu ngơ, phảng phất nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ đồng dạng, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là nhìn thấy cái gì phá vỡ hắn tam quan đồ vật. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền trở về tại bình tĩnh, chỉ là khiếp sợ trong lòng cũng không có mảy may suy giảm. Thất Bảo Lưu Ly Tông quan chiến trên tiệc kiếm đấu la trần cơ thể và đầu óc bên trên đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, cuồng mãnh sát ý đem quần áo của hắn thổi rì rào vang dội. Từ một nơi bí mật gần đó một cái giống như tên ăn mày tầm thường thân ảnh nắm chặt nắm đấm, khí thế trên người thiếu chút nữa thì thu liễm không được. Ngọc Nguyên Chấn trực tiếp đứng lên, trên người long uy không tự chủ được thả ra, trong mắt trợn lên so chuông đồng còn lớn, đều phải trừng ra máu. Lúc này cái kia ba chiếc quan tài cũng ầm vang sụp đổ, lộ ra bóng người bên trong. Xám trắng làn da, màu đen tròng trắng mắt, gương mặt không cảm giác, cùng với tạc tử, kiếm đấu la trần tâm tức giận thét dài vang vọng vũ hồn điện bầu trời, cũng đưa tới vô số phong hào đấu la chú ý. Nhưng mà những cái kia phong hào đấu la cũng không có lên tiếng, càng không có ra tay, bọn hắn thậm chí đối với này thích nghe ngóng. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó tôi nói, kiếm đấu la sở thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc là người một nhà. Kèm theo kiếm đấu la thét dài, còn có Bích Lân đấu la Độc Cô Bác nhưng là bưng kín đầu của mình, hắn lập tức xuất hiện ở kiếm đấu la Trần Tâm trước mặt, muốn ngăn cản vị này đã tức sủi bọt mép, muốn rút kiếm kiếm giết người đấu la. Chữ Phong Chí cũng không có ngăn cản, trong mắt của hắn trừ khiếp sợ ra, còn có đậm đà phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, hắn đã sớm đem kiếm đấu la Trần Tâm xem như người nhà, mà không phải một cái cao cao tại thượng Thất Bảo Lưu Ly Tông cung phụng. Nguyên nhân chính là như thế, chữ Phong Chí nhìn thấy một màn này, mới có thể tức giận như thế. Bỉ Bỉ Đông liền đứng ở nơi đó xem kịch vui, không có cần tính toán ra tay, thậm chí nàng còn nghĩ, để Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc triệt để náo tách ra. Nàng tin tưởng chữ Phong Chí chọn ủng hộ kiếm đấu la Trần Tâm, nhưng mà chữ Phong Chí cũng sẽ từ trong làm ra một chút thủ đoạn nhỏ, để kiếm đấu la Trần Tâm chính mình thay đổi chủ ý. Kiếm lão đầu, không nên vọng động, Độc Cô Bác trực tiếp ngăn ở Trần Tâm trước mặt, trong lòng của hắn khóc a, chính mình một cái 92 cấp khống chế hệ phong hào đấu la muốn đi chặn lại một cái 96 cường công hệ phong hào đấu la. Hắn thầm mắng trong lòng cháu rể của mình, nhưng cơ thể vẫn là hết sức thành thật ngăn cản kiếm đấu la Trần Tâm. Tránh ra, kiếm đấu la Trần Tâm phát ra gầm thét, khí thế trên người cũng như một thanh kiếm sắc đồng dạng, xông thẳng vân tiêu. Tại kiếm đấu la Trần cơ thể và đầu óc sau chữ Phong Chí cũng là sử dụng chính mình võ hồn, làm kiếm đấu la Trần Tâm thêm đủ loại đủ kiểu tăng phúc thuộc tính. Điều này cũng làm cho kiếm đấu la Trần Tâm tâm bên trong cảm động không thôi, thậm chí ngay cả động tác đều nhẹ không thiếu. Nhưng hắn vẫn như cũ nhất kích bước lui Độc Cô Bác, muốn xông lên đấu trường. Nhưng mà có một người ngăn cản hắn. Vẫn giấu kín tại bình thường khán đài cốt đấu la đột nhiên xuất hiện, cản lại nổi điên kiếm đấu la Trần Tâm. Cốt đấu la Cổ Rong biết, chính mình người bạn cũ này tuyệt đối không thể hạ tràng, một khi hạ tràng, liền sẽ gặp phải vũ hồn điện trả thù, hơn nữa một khi kiếm đấu la Trần Tâm đắc tay, cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ cùng Thiên Đấu Đế Quốc quyết liệt. Chữ Phong Chí cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn trước tiên tăng phúc kiếm đấu la Trần Tâm. Đây chính là hắn nhiều năm trước tới nay giáp tâm, cũng là hắn trở thành thái tử lão sư vốn liếng. Tỉnh táo, cốt đấu la Cổ Rong trực tiếp ngăn ở kiếm đấu la Trần Tâm trước mặt, dùng hết khí lực toàn thân, sinh sinh ngăn cản kiếm đấu la Trần Tâm. Lúc này trên sân cũng cảm nhận được kiếm đấu la Trần Tâm cái kia bàng bạc như biển sát ý, nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm ý tứ. Thậm chí ngay cả cái giảng giải cũng không có. Trước đây hắn trộm mộ thời điểm liền nghĩ đến một ngày này, hơn nữa những người kia thi thể biến mất,
chắc chắn sớm đã bị biết được, chỉ là vì mặt mũi, Dương Cung mà không phát mà thôi. Bây giờ chính mình cái này kẻ cầm đầu xuất hiện, cũng cho chính mình mang đến một sóng lớn mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực thiên mệnh. Vì ta mang đến thắng lợi, ta sẽ lại một lần nữa ban cho ngươi nhóm tân sinh. Lớn tiếng hô hào, phối hợp hắn bộ kia hình người bạch long bộ dáng, quả thực là có chút kinh khủng. Nhưng mà hắn mà nói cũng làm cho rất nhiều người chú ý tới từ mấu chốt, tân sinh. Bỉ Bỉ Đông trong lòng sát ý đã dần dần không che giấu được, nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sống sót, hoặc có lẽ là, nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ không phải Vũ Hồn Điện thuộc hạ. Lúc này Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng là dần dần tỉnh táo lại, đôi mắt của hắn như kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm đầu kia hình người bạch long, như cùng ở tại chằm chằm một người chết. Sau đó Kiếm Đấu La Trần Tâm vừa nhìn về phía Mộng Thần Cơ cùng Tuyết Thanh Hà, âm thanh giống như cửu thiên huyền băng, liền linh hồn đều phải đóng băng. Đã cao tuổi Mộng Thần Cơ lúc này thậm chí có chút run rẩy, mà Tuyết Thanh Hà lại là chĩa vào áp lực, nhìn thẳng Kiếm Đấu La Trần Tâm. Chuyện này, Thiên Đấu Đế Quốc muốn cho ta một cái công đạo. Kiếm Đấu La Trần Tâm kiếm trong tay đang run rẩy, hắn ủy khuất chính mình, vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, vì mình lo lắng. Kiếm đạo của hắn thậm chí bước lui một chút, đồng thời, trên lôi đài cái kia ba đạo từ trong quan tài bóng người xuất hiện cũng động. Chương 224, Thông Linh Chi Thuật, Cửu Vĩ, Hạo Thiên Chân Thân, một cái râu tóc trắng noãn, tròng trắng mắt là màu đen, đồng tử vì màu đỏ, trên mặt còn mang theo rõ ràng vết rách, giống như bốn người lão giả phát ra gầm thét, trên người hồn hoàn cũng chợt sáng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đương nhiên đó là một vị cường hoành đến cực điểm phong hào đấu la, hơn nữa còn là một vị nắm giữ thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, Hạo Thiên Trùy phong hào đấu la. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, tại bình thường thính phòng bên trong, giống như tên ăn mày người bình thường ảnh nắm chặt song quyền, cố nén trong lòng sôi trào sát ý. Phụ thân, tên ăn mày kia một dạng thân ảnh ở trong lòng thấp giọng thì thào, hắn quyết định đem chuyện này báo cáo tông môn, để tông môn người tới Thiên Đấu Đế Quốc đòi một lời giải thích. Người này chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, mà tên kia bị uế thổ chuyển sinh lão giả, nhưng là Đường Hạo phụ thân. Chiến Thiên Đấu La, Đường Chiến, Thất Sát Chân Thân, đây là một vị thân hình như kiếm gầy gò lão giả đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ, kèm theo thanh âm của hắn, trên người hồn hoàn cũng là chợt sáng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 hồng, đệ cửu vòng vì màu đỏ phong hào đấu la chấn kinh tất cả mọi người tại chỗ, nhất là tại bình thường thính phòng bên trong Thiên Đạo Lưu, cái chết của người này là hắn một bài tạo thành, hắn cũng sẽ không quên người này cái kia phảng phất muốn đem thiên đô trọt rách kiếm ý. Đồng thời bộc phát còn có Kiếm Đấu La Trần Tâm, hắn hai tay nắm lấy cót két vang dội, thân thể đều đang run rẩy, rõ ràng là đang che giấu trong lòng mình cái kia cuồng mãnh như biển sát ý. Vị này nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn lão giả tên là Trần Gặp Vua. Chí Tôn Đấu La, Trần Gặp Vua, cũng chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm cha. Khi còn sống chính là một vị 98 cấp siêu cấp đấu la. Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân, lưng hùm vai gấu, mặt như mãnh long lão giả phát ra gầm thét, trên thân quấn quanh lấy cuồng mãnh lôi điện, bá đạo khí thế cũng theo đó mà ra, hồn hoàn cũng là từ dưới chân dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 lại là một vị phong hào đấu la, mặc dù đệ cửu hồn hoàn không phải 10 vạn năm, thế nhưng Lam Điện Phách Vương Long võ hồn đã nói cho thế nhân sự cường đại của hắn. Ngọc Nguyên Chấn phẫn nộ trong lòng có chút ức chế không nổi, phụ thân hắn mộ bị trộm, điểm này hắn biết, nhưng mà vẫn không có tìm được hung thủ, vì mặt mũi, hắn cũng không khả năng khắp thế giới tuyên dương cha mình mộ bị trộm, cho nên hắn một mực tại bí mật điều tra, không nghĩ tới lại là bị một tên tiểu bối. Cái kia mệnh mặt như mãnh long, lưng hùng vai gấu lão giả chính là Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn phụ thân. Lôi Long Đấu La, Ngọc Minh Núi, từ trong quan tài đi ra ba vị phong hào đấu la đều dùng ra võ hồn chân thân, khí thế cường đại đem toàn bộ đấu trường đều rung động. Sau đó cái kia ba tên mặt không thay đổi lão giả cũng hướng về Phú Giang đánh tới. Cơ hồ đem bầu trời che đẩy Hạo Thiên Trùy, phảng phất muốn chặt đứt hết thảy Thất Sát Kiếm, cùng với thanh thế kinh người, kinh khủng vô cùng Lam Điện Phách Vương Long. Nhìn xem đây cơ hồ là từ cục một màn, Phú Giang cũng không có từ bỏ.
nhưng mà Oscar, Ninh Vinh Vinh bọn người cũng đã tuyệt vọng. Nhất là Ninh Vinh Vinh, nàng là được chứng kiến chính mình kiếm ra ra xuất thủ, cho nên đối với cái này thất sát kiếm võ hồn chân thân có không cách nào nghịch chuyển sợ hãi. Uống, Phú Giang hét lớn một tiếng, sau đó cắn nát chính mình ngón cái, mang huyết ngón cái hung hăng nhấn tại lòng bàn tay của mình. Thông linh chi thuật, cửu vĩ, Phú Giang âm thanh vang vọng đất trời, hắn cũng không có đi thông linh ngoại đạo ma tượng, một là bởi vì ngoại đạo ma tượng thật sự là quá khổng lồ, lôi đài căn bản không bỏ xuống được cả một cái ngoại đạo ma tượng, hơn nữa một mực tại trong cơ thể của mình ôn dưỡng, đơn độc rút ra đi ra một cái điên cuồng cửu vĩ cũng không phải việc khó gì. Kèm theo Phú Giang bàn tay đột nhiên đập xuống, một hồi sương mù bay lên. Giống, điên cuồng thú hống vang vọng đất trời, đồng thời tại trong sương khói cũng xuất hiện một cái đáng sợ bóng người to lớn. Làm sương mù tán đi, một cái hai mắt vốn là luân hồi nhãn, nắm giữ chín đầu không ngừng bay múa màu vỏ quýt cái đuôi yêu hồ xuất hiện. 10 vạn năm hồn thú, Bỉ Bỉ Đông trong mắt bộc phát ra không che giấu được vẻ tham lam, nàng muốn cái này chỉ hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt, mặc dù nàng hồn cốt đã tập hợp đủ, nhưng mà nàng còn kém hồn hoàn a. Tất cả phong hào đấu la đều lộ ra vẻ tham lam, không, chuẩn xác mà nói, là tất cả hồn sư đều lộ ra vẻ tham lam, chỉ có những cái kia không có hồn lực bình dân lúc này mới sẽ sợ hãi. Dù sao nơi này chính là vũ hồn điện, một cái 10 vạn năm hồn thú tất nhiên cường đại, nhưng mà tại nhiều như vậy phong hào đấu la trước mặt, căn bản lật không nổi đợt sóng gì. Lên đi, cửu vĩ, Phú Giang đứng tại cửu vĩ đỉnh đầu. Trong tay cũng xuất hiện Uchiha quạt tròn cùng tử thần chi kiếm. Cái kia ba tên mặt không thay đổi phong hào đấu la cũng bạo phát, tại mệnh lệnh phía dưới. Bạo phát, đại tu di trùy, nổ vòng, cầm đầu chiến thiên đấu la đường chiến trên người hồn hoàn đều phá toái, trực tiếp sử xuất trước mắt cỗ này phàm trần thân thể có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. Lực lượng cuồng mãnh tựa hồ liền không gian đều phải đập vụn, còn không có phát ra công kích. Cũng đã ở chung quanh chế tạo một mảnh chân không khô. Thân ta như kiếm, giết, chí tôn đấu la Trần gặp vô hóa thân thất sát kiếm, mang theo giết chết chân ý, thẳng tắp đánh tới Phú Giang, lưu chuyển ra túc sát chi khí để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông, liền thiên đạo lưu cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Cái kia cỗ túc sát chi khí dẫn động kiếm đấu la Trần tâm kiếm trong tay, để kiếm đấu la Trần tâm đột nhiên trợn to con mắt, sau đó ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội đạo này túc sát chi khí. Đệ cửu hồn kỹ, long thần chi nộ, lôi long đấu la Ngọc Minh núi trên người đệ cửu hồn hoàn sáng lên, cả người hóa thành một đầu lôi long, thẳng đến Phú Giang đánh tới. Cường đại lôi đình chi lực cơ hồ đem toàn bộ đấu trường phủ kín. Cửu vĩ trong miệng bắt đầu ngưng kết vĩ thú ngọc, tím đen vĩ thú ngọc cũng trong nháy mắt ngưng tụ hoàn thành. Vĩ thú ngọc mang theo phá không chi thế đột nhiên bộc phát. Viên này vĩ thú ngọc đường kính là 10 mét. Chiến tiên đấu la đường chiến đại tu di trùy trước tiên cùng viên kia vĩ thú ngọc tiếp xúc, cực lớn hạo thiên trùy cùng vĩ thú ngọc va chạm, bạo phát ra nổ kịch liệt. Cái này nổ tung cơ hồ muốn đem toàn bộ đấu trường, không, toàn bộ giáo hoàng điện phá hủy. Thế vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng ngồi không yên, nàng liên hợp cúc đấu la cùng quỷ đấu la hai người, cùng một chỗ đem cái kia cỗ nổ tung to lớn khống chế lại. Chính là khống chế cỗ này nổ tung, vẫn như cũ để Bỉ Bỉ Đông bọn người phế đi một phen khí lực. Đầu kia giữ tợn lôi long cũng tham dự trận nổ tung này, đầu kia lôi long trong nháy mắt bị xé nứt, lộ ra không có chút nào mặt bài. Chỉ có chuôi này mang theo vô tận túc sát chi khí thất sát kiếm chọc thùng nổ tung, đi tới Phú Giang cùng cửu vĩ trước mặt. Lúc này thiên đấu hoàng nhà học viện chiến đội bên trong, chỉ có Kimimaro, Hyuga kính ba người còn ở đây bên trong. Trong đó Hyuga kính mang theo cùng Kimimaro thi triển hoàng tuyển Hirasaka đi tới trên bầu trời. Cũng may mắn Hyuga kính có thể bay, cũng nắm giữ hoàng tuyển Hirasaka, bằng không thì. Lúc này, thất sát kiếm cũng thành công đâm vào cửu vĩ lồng ngực, giống như dòng sông tầm thường tiên huyết đột nhiên bắn tung tóe mà ra, cửu vĩ cũng phát ra thê lương gầm thét. Bây giờ, Phú Giang tựa hồ đã thất bại, đấu la thế giới ninja cân vớt. Chương 225, thiên đấu hoàng nhà học viện chịu thua. Phú Giang dưới chân cửu vĩ phát ra gầm thét, bị thất sát kiếm đâm bị thương đồng thời cũng hơi ra móng vuốt trực tiếp đánh bay cái thanh kia cực lớn thất sát kiếm. Thất sát kiếm trong nháy mắt bị bẻ gãy. Đây chính là thất sát kiếm nhược điểm, cứng quá dễ gãy. Kèm theo thất sát kiếm gãy,
Trần Gặp Vô thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trần Gặp Vô thân thể cực tốc rớt xuống, tứ chi cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, phảng phất là gốm chế phẩm đồng dạng. Nhưng mà cái kia bể tan tành tứ chi bắt đầu dần dần khôi phục, bụi đất cấu tạo thân thể của hắn, cho nên lúc này thân thể của hắn chính là bụi đất. Thế vậy, Bỉ Bỉ Đông con ngươi hơi co lại, đánh không chết Phong Hào Đấu La, cái kia nên đáng sợ cỡ nào a? Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hẳn là không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cái này ba cái Phong Hào Đấu La, có thể căn bản không phải cực hạn. Thất sát chân thân, Trần Gặp Vua lần nữa sử xuất thất sát chân thân, mặc dù phàm trần thân thể hạn chế Trần Gặp Vua sức mạnh, thế nhưng là cho Trần Gặp Vua bất tử bất diệt năng lực, cùng với vô hạn hồn lực. Cho nên võ hồn chân thân, Trần Gặp Vua có thể vô hạn phóng thích. Lúc này, Lôi Long Đấu La Ngọc Minh Sơn đã khôi phục phàm trần thân thể, lần nữa thi triển đệ thất hồn kỹ Lam Điện Phách Vương Long chân thân, cùng với đệ cửu hồn kỹ Long Thần Chi Nộ, loại này không so đo bất luận cái gì hồn lực tiêu hao phương thức công kích để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ở vào vĩ thú ngọc trung tâm vụ nổ điểm chiến Thiên Đấu La Đường chiến lúc này cũng khôi phục lại, trong tay Hạo Thiên Chùy đột nhiên biến lớn, đương nhiên đó là võ hồn chân thân. Loại này vô hạn phục sinh năng lực để cho người ta tuyệt vọng, đồng thời cũng làm cho vô số người bắt đầu đề phòng lên, chuẩn xác mà nói, là đề phòng lên Thiên Đấu Đế Quốc. Phàm trần thân thể là bất tử bất diệt, trận này, người thua không nghi ngờ. Có chút điên cuồng hô to, bộ dáng kia cũng làm cho đám người ghi tạc trong lòng. Vũ hồn điện đám người đã bày ra tốt tội danh, chỉ cần trận đấu này kết thúc, bọn hắn liền muốn đối với Thiên Đấu Đế Quốc, đối với làm loạn. Mặc dù có chút kiêng kỵ trong tay ba cái Phong Hào Đấu La, nhưng Vũ Hồn Điện có thực lực này lưu lại. Hơn nữa đám người cũng chú ý tới lời nói, bất tử bất diệt. Uy Trang, Susanu, Phú Giang khẽ quát một tiếng, sau đó từ hắn dưới chân bắt đầu, khôi giáp màu đen bắt đầu thôn phệ cửu vĩ, cuối cùng Uy Trang cửu vĩ xuất hiện. Nhìn xem người khoác áo giáp màu đen cửu vĩ yêu hồ, Bỉ Bỉ Đông cái kia thon dài trắng nõn ngón trỏ bắt đầu không ngừng gật động trong tay quyền trượng. Tựa hồ là đang suy tư một ít gì. Ba vị Phong Hào Đấu La cường giả mở ra võ hồn chân thân lực lượng cường đại trong nháy mắt phá hủy cửu vĩ trên người tầng kia áo giáp màu đen. Cũng chính là bởi vì Phú Giang lực lượng bây giờ phân tán, bằng không thì hắn Susanoo là tuyệt đối sẽ không bị loại lực lượng này đánh vỡ. Phải biết, hắn bây giờ dù nói thế nào cũng là siêu ảnh cùng lục đảo ở giữa cấp bậc 1. Vĩ Thú Ngọc, cửu vĩ Vĩ Thú Ngọc trực tiếp phun về phía giữa không trung bọn người. Không gian phong tỏa, lấy Phú Giang làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực lớn ba động, đem chung quanh không gian đều phong tỏa. Một chiêu này chính là làng mây bí thuật, cũng là trước đây Kim Giác Ngân Giác giết chết đệ nhị Hokage Shinzo Tobirama thời điểm trọng yếu bí thuật. Lúc này Hyuga kính căn bản là không có cách phát động hồn kỹ thuấn di, cho nên lúc này chỉ có thể để ba vị kia Phong Hào Đấu La tới cứu mình. Một thanh cự hình Hạo Thiên Chùy trực tiếp chắn viên kia vĩ thú ngọc trước mặt, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ uy thế. Chí Tôn Đấu La Trần Gặp Vô trong nháy mắt đi tới đám người trước mặt, lấy thất sát chân thân phóng thích linh kiếm hộ thể, muốn bảo vệ đám người. Tại cái này đáng sợ trung tâm vụ nổ, Chí Tôn Đấu La Trần Gặp Vô thất sát chân thân nhận được tổn thương, bởi vì thất sát kiếm mạnh nhất là tiến công, mà không phải phòng ngự. Đến nỗi Lôi Long Đấu La Ngọc Minh Núi, hắn lại một lần nữa tại bảo tạc bên trong hóa thành cho bụi. Bỉ Bỉ Đông bọn người lần nữa liên thủ đem cái kia cỗ nổ kịch liệt áp chế ở trong võ đài. Cái này cũng dẫn đến cả tòa giáo hoàng điện có chút lung lay sắp đổ cảm giác, tựa hồ sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Địa bảo thiên tinh, Phú Giang trực tiếp thi triển ra địa bảo thiên tinh, cái này phong ấn thuật có thể nói là tối cường phong ấn thuật, thăng cấp cái này phong ấn thuật cần có thiên mệnh là một con số khổng lồ. Kèm theo một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, một cỗ vô tận hấp lực chợt xuất hiện. Vô số đá vụn đem biến thành vô số bụi đất mảnh vụn Lôi Long Đấu La Ngọc Minh Núi, chiến Thiên Đấu La Đường chiến trực tiếp hút đi lên, mà Chí Tôn Đấu La Trần Gặp Vô nhưng là tiếp tục chống cự lại cái kia cỗ đáng sợ lực hút. Lúc này Kimimaro trực tiếp tại bên trên đại địa xây lên cốt rừng, chống cự lại cái kia cỗ đáng sợ lực hút, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền không kiên trì nổi. Lúc này Dầu Giang Chính đang cuồn cuộn không ngừng từ cửu vĩ trên thân rút ra hồn lực. Tối thiểu nhất tại cái khác Phong Hào Đấu La trong mắt, Phú Giang tại cửu vĩ trên thân rút ra hồn lực. Kết thúc a, tiền phương của ta có đối thủ cường đại hơn, tại giết chết lúc trước hắn,
ta là tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Phú Giang âm thanh trầm thấp mà giàu có tự tính, sau đó trong tay xuất hiện một cái xanh thảm viên thuốc. Rasengan, sau đó Phú Giang lại tại phía trên tăng lên một vài thứ, hồn lực tính chất biến hóa. Phong độn, xoắn ốc trong tay kiếm. Phú Giang ném ra nhìn qua không có cái gì thu hút ném ra xoắn ốc trong tay kiếm. Nhưng mà một chút đạt đến cái nào đó đẳng cấp hồn sư lại có thể nhìn ra cái này giản dị không màu mè xoắn ốc trong tay kiếm bên trong, ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế nào. Viên kia xoắn ốc trong tay kiếm trực tiếp rơi vào trên đất thi hài cốt rừng. Làm xoắn ốc trong tay kiếm bắt đi a thi hài cốt rừng phía trên, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số cây hút vào lông châu tiểu châm, không ngừng công kích tới, tiêu hao thi hài cốt rừng sức mạnh. Cuối cùng hư nhược Kimimaro trực tiếp bất tỉnh tới. Sau đó cái kia cỗ xoắn ốc trong tay kiếm nổ lên lực lượng trực tiếp đánh tới bọn người. Lúc này cũng đã mất đi tất cả sức mạnh, trên người Bạch Long đặc thù cũng dần dần biến mất. Thậm chí ngay cả chí tôn đấu la trần gặp vua đều tại hóa thành bụi đất, linh hồn của hắn đều từ bộ kia phàm trần thân thể bên trong bay ra. Nhìn thấy cái kia linh hồn, kiếm đấu la trần tâm ánh mắt đều phải trừng ra máu, kiếm trong tay cũng tại run rẩy, thậm chí đệ thể nội hồn lực bắt đầu bạo động. 97 cấp khe hở cũng càng lúc càng lớn. Hyuga kính muốn lần nữa bộc phát, nhưng mà khí thế trên người lại là cũng lại đè lên không nổi, chỉ có thể nhìn cái kia dự uy vẫn còn xoắn ốc trong tay kiếm thẳng hướng bọn hắn. Thế vậy, chữ phong chí con ngươi không ngừng phóng đại, hắn muốn đi cứu người, cứu mình con rể, Kimimaro. Mà lúc này mộng thần cơ đã động, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng võ hồn chống đỡ xoắn ốc trong tay kiếm dự ba. Dù cho chỉ là dư ba, hắn cũng thụ một chút nho nhỏ thương thế. Thiên đấu hoàng nhà học viện, chịu thua, mộng thần cơ lạnh mặt nói, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là như thế nào mang theo trở về, dù sao so sánh Hyuga kính cùng Kimimaro, vẫn là sức mạnh đối với thiên đấu đế quốc tới nói càng thêm hữu dụng. Thậm chí vì cỗ lực lượng này, thiên đấu đế quốc cố ý gây dựng một cái đặc thù binh sĩ, chính là vì trộm lấy những cường giả kia thi thể, thậm chí là cho cốt. Thậm chí ngay cả thiên đấu đế quốc trong lịch sử mấy cái phong hào đấu la, bọn hắn cũng đã dự định đào mộ.